Đó là có lẽ chúng ta không nhất thiết phải nghe nhiều một bài nữa, mà tôi muốn đi cho nhanh. Tôi muốn đi cho nhanh. Sáng nay là bài kinh Ven Đú, đúng rồi, vì nó đúng, nhưng mà có điều là các vị cũng cho tôi xin cái xin về kinh chứ. Dạ rồi, kinh xin cho kinh bản tiếng Việt rồi bản chánh kinh Bali, bản chú giải chỉ bao nhiêu đó thôi, y như mọi khi. Dạ rồi. Chúng ta biết rằng là chúng ta đang học cái phẩm Thiên Tử, thì tất cả những câu hỏi ở đây đó là do từng vị trời đến hỏi Đức Phật, đến hỏi Đức Phật. Cái chuyện mà ai hỏi Đức Phật không quan trọng, quan trọng nhất là nội dung á. Nội dung thì nó là hỏi, nhưng mà thực ra đó thì có những vị họ tới họ thưa với ngài cái điều mà họ tâm đắc nhất, cái điều mà coi như là cái sở chứng, cái sở đắc, coi như là cái thành tựu của họ. Thành tựu của họ giống như hôm nay mà quý vị thấy thì không ai xa, đó chính là những người Phật tử bạn đạo của mình thôi, cư sĩ hay là cư sĩ đến nhau. Mà nhiều khi mình họ tới họ cũng nói cho mình nghe vừa qua họ đi tu thiền ở đâu, vừa qua họ làm phước ở đâu, vừa qua họ dịch sách, họ viết lách cái gì cũng cả cho mình nghe. Thì không hẳn là gặp nhau là phải hỏi cái gì đó, mà nhiều khi là mình chỉ nói cho người kia biết cái chuyện mà mình nghĩ, chuyện mình làm vừa qua, cái đời sống của mình, đời sống tinh thần của mình vừa qua nó như thế nào, chỉ vậy thôi, chứ không nhất thiết là gặp Đức Phật ai cũng hỏi. Thì theo ở trong chú giải, không phải chỗ này mà chỗ khác, cho chúng ta biết rằng cái đó cũng là một cơ duyên. Có những người họ xem cái dịp mà đến gặp Đức Phật á là một cái dịp tốt để họ học cái gì đó. Nhưng có người thì cái gì đó không quan trọng. Gặp Đức Phật họ chỉ bày tỏ một cái niềm hoan hỷ, hoặc là họ chỉ tới họ đảnh lễ, họ ngồi họ nhìn nhìn ngài là được rồi. Họ ngồi những ngày mà nói cái gì thì họ nghe cái đó thôi. Nhưng mà có những người họ mỗi lần họ tìm đến với ngài, để họ coi đó là một cái cơ hội, một cái dịp tốt để mà họ học hỏi thêm cái gì gì đó bằng những câu hỏi hay, những câu hỏi mà họ cho rằng là cấp thiết, là quan trọng. Sáng nay chúng ta học về về kinh Vendu, tức là về vị thiên tử. Thì Vendu ông này ông đến cũng không có hỏi gì hết, ông chỉ đến ông chỉ thưa với ngài cái điều mà ông cho cái suy nghĩ của ông cho là tâm tâm đắc nhất. Thì ông thưa với ngài một điều mà cũng đáng để cho mình suy nghĩ. Ông nói rằng Sukhita quá tề manucha Sukhita manucha, thật là may mắn, thật là hạnh phúc thay cho những ai mà hành trì tuân thủ theo lời dạy của Thế Tôn. Cái chữ Sugatang đây là thiện thệ ha, là Thế Tôn Đức Phật ấy. Cần Bajirupa Sati là phục vụ hay là hầu hạ. Nhưng mà cái ngôn ngữ trong kinh mình ấy, mà khi mà ai đó đến nói với Thế Tôn rằng ấy, là con đã hầu hạ Thế Tôn, con đã phục vụ Thế Tôn, thì có nghĩa là con đã hành trì theo lời dạy của Thế Tôn. Đó là ngôn ngữ của kinh mình đấy. Ví dụ như quý vị coi trong Tựa Lão Tăng Kệ là con đã hầu hạ Thế Tôn, con đã phục vụ Thế Tôn, chuyện nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì cái chữ Bajirupa Sati nó có nhiều nghĩa. Một là có nghĩa là hầu hạ phục vụ, mà nó cũng có nghĩa là có sự tôn kính hay là có sự tuân thủ. Sự tôn kính, sự tuân thủ. Tại sao mà ông gọi đó là sự an lạc, là đó, tại sao ông gọi đó là sự may mắn? Là bởi vì chúng ta biết rằng nghĩa là mang được cái thân chư thiên hay là thân nhân loại, nó không phải là chuyện dễ. Bởi vì không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã từng nói qua rằng là trong một ngày như vậy đó, mỗi chúng sinh phàm phu đó, trong một ngày như vậy đó, dành được thời gian mà để mà sống thiện, nói thiện và làm thiện đó, thì không có nhiều, thậm chí là không có. Bất thiện luôn luôn nó nhiều hơn nó nhiều hơn là sống thiện, nhiều hơn là cái giây phút mình làm thiện, mình nói thiện. Đó là cái gì mà mình bắt buộc phải thấy cái điều đó.
thật là đáng thương và thật là buồn cười cho những người mà tự thấy mình hay ở ngoài đời mình nói trong đạo á, à, thí dụ như họ thấy họ tự đắc tự mãn về giới luật, về kiến thức Phật pháp, hay là về cái hạnh bố thí, hay là về cái hạnh phục vụ, hay là về những cái sự thân quen của họ đối với chư tăng Phật tử nhiều lắm. Đi chùa thấy cái loại người như vậy nhiều lắm, họ có được chút ít, họ thấy họ tâm đắc, họ thấy họ thỏa mãn, họ thấy họ vừa lòng, họ thấy nó đã quá nha. Cho nên thật là may mắn, thật là hạnh phúc thay cho những người nào mang được thân nhân thiên mà lại gặp được Thế Tôn, người lại gặp được chánh pháp và lại có thể hành trì như là lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật này trả lời lời nói ra trả lời thì không có phải, mà ngài xác nhận cái suy nghĩ của vị đó bằng một cái câu nói tương đương. Tương đương là sao? Cái ý của ngài là phải rồi, phải rồi. Yeme Anusikanti, đúng rồi, những người nào mà đến với ta đó, Anusikanti là học tập, thọ trì nhé. Bhagavate, chỉ xích thí đây nó có nghĩa là Anusa Sati, có nghĩa là dạy dỗ, hướng dẫn, thuyết giảng nhé. Đó, đúng rồi, ở đây ai mà đến đến để mà học hỏi, mà lắng nghe lời dạy của ta rồi sống thiền định đó, ha, thì kalete up và mai chanh te na mai chua sẽ ra sử dụng tí, tức là những người đó thật đúng rồi, đúng rồi, ngươi nói đúng rồi, những ai mà đến học hỏi với ta biết sống thiền định đó, thì sao, cái chữ mà ngài Minh Châu ngài dịch đó, ngài dịch là đúng thời họ sẽ đi đó, thì theo chú giải nói là cái chữ này có nghĩa là với một cái người, cái câu này nếu mà mình cứ ôm cái chữ Pali không đó thì cũng có thể hiểu lầm, nhưng mà đọc luôn cả chú giải đó thì sẽ hiểu câu thế này, là với những ai mà sống chuyên cần theo lời dạy của Đức Phật á thì họ không có gì phải lo hết, duyên tới thì tự động nó chứng, nếu mà làm đúng rồi đó duyên tới thì tự động nó giống như hai người trồng cây, một người thì trồng trồng sai, một người thì trồng đúng cách, thì đối với cái người trồng sai thì mình phải hướng dẫn họ làm lại, đào cái hố đất cho nó sâu hơn một chút, hoặc là làm cho nó cạn lại một chút, rồi phân phướng, rồi nước nôi như thế nào thế nào. Rồi, nhưng mà đối với cái người mà làm đúng rồi đó thì mình chỉ nói cứ như vậy đi, ông cứ như vậy, bây giờ vấn đề của ông là vấn đề thời gian thôi. Mà không biết các vị còn nhớ Việt Nam có cái câu nói đó hay không, cái câu nói mà cái vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi, có nghĩa là mọi việc nó đã đi vào quỹ đạo rồi nha, mọi việc nó đã đi vào quỹ đạo rồi, vấn đề ở đây chỉ là thời gian thôi nha. Thì cái gọi là cái kali ti áp tomat chanh ta là vậy đó, có nghĩa là vấn đề ở đây chỉ là thời gian, tức là với một người mà tinh tấn như vậy đó là sớm hay muộn thôi, nhanh hay chậm thôi, chính là nước đã vô mắm xối rồi, nó không có chạy đi đâu đâu, nó không có chạy đi đâu hết. Đây cũng một lời an ủi cho chúng ta, cứ nếu mà làm cứ nếu mà đã đúng rồi, cứ đã hành trì mà tương ứng với kinh, mà tương đồng với luật rồi, thì vấn đề chỉ là thời gian sớm muộn. Và ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Phật ngài có dùng một hình ảnh rất là đẹp, rất là tha vọng, ngài nói rằng trong cái biển đời sinh tử này nè, cái kẻ phàm phu thì liên tục và liên tục đầu tư sửa chữa chăm sóc cái con thuyền sanh tử của mình để mà tiếp tục trôi nổi triền miên từ bến từ cái phương này qua cái phương khác của biển lớn. Nhưng mà đối với các bậc thánh ấy, thì các vị giống như là những cái người tu như tu độ thánh hữu học, tu độ quần trở lên, thì giống như cái người mà đã kéo cái thuyền, nó đã neo được cái thuyền trong bến, thuyền không tiếp tục đi nữa. Và đối với vị A-la-hán thì ngài giống hệt như là một cái chiếc thuyền đã bị kéo lên cạn và đang bị mưa nắng làm mục, chiếc thuyền không còn tiếp tục sử dụng được nữa. Các vị thánh hữu học thì giống như chiếc thuyền mà đã neo trong bến rồi, không còn đi nữa, đã bị đục lủng rồi, đã bị hư rồi, đã bị hư mái, đã bị lủng lủng ván lủng đáy thuyền rồi, nhưng mà cũng còn nguyên cái xác thuyền. Mà với riêng vị A-la-hán thì giống như một con thuyền nát, một con thuyền mục ở trên bờ biển vậy đó, không còn tiếp tục dông ruổi,
lang thang và trôi dạt trên cái biển đời sinh tử nữa. Cho nên cái vấn đề đây là vậy đó. Cái câu bài kinh Vân Du này không có gì để cho bà con phải nhăn mày nhíu mặt khi nghiên cứu nghe. À, cái câu cuối cùng nó có cái câu là mắt chú quá sẽ ra. Nếu mà nói cho đủ á thì người ta thấy cái này nó có nó dài nha, mấy chú ở đây là thần chết, quá xá đây tức là power. Còn chữ ra này có nghĩa là đi, mấy chú quá xá ra có nghĩa là còn lui tới, còn lai vãng, còn khứ hồi ở trong cái quyền lực, trong cái sự chi phối của cái chết. Còn nói với Bậc Thánh thì không, nát mấy chú quá xá ra có nghĩa là không còn tiếp tục lui tới trong cái chết nữa. Ở đây có nghĩa chẳng hạn như mình đi về cõi phi tưởng, phi tưởng mình sống lâu bao nhiêu đi nữa, mấy chục ngàn đại kiếp rồi thì cũng có lúc nó hết tuổi thọ. Hay là mình làm con ruồi, con muỗi, con trùng, con dế thì nó sống được 5 3 ngày, 5 3 tháng rồi nó cũng chết. Nói chung hễ có mặt trên đời này rồi phải chết. Cho nên chỉ có cái sự không sanh tử, chỉ có sự viên tịch của Bậc Thánh thì mới nằm ngoài mọi cái sự chi phối, mọi sự ảnh hưởng của cái chết. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Đi Kha Lát Thí, cho tôi xin bài về, cho tôi xin bài kinh đó, cho tôi xin bài kinh tiếp theo là bài kinh Đi Kha Lát Thí. Bài kinh Đi Kha Lát Thí đó tôi chỉ giải thích bằng một câu thôi, các vị có bao giờ nghe sang như vậy chưa? Các vị nghe sang như vậy chưa? Xong không đó, tức là cũng bây giờ chúng ta đang học về phẩm thiên tử nha, thì phẩm thiên tử nó có nhiều bài. Bài mà mình đang học đây là một, là những bài sau cùng của phẩm thiên tử nha. Thì cái bài số 2 đó, bài kinh Kaspa số 2 của phẩm này nè, các vị quay trở lên đi nha, các vị biết là các vị có thương bộ kinh ấy, các vị coi ngược lại trở lên, lên trên coi ngược lên trên, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, đúng 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 rồi, đúng. Cũng cái phẩm này nè, ông Dương Nghiêu rất là nhanh, rất là nhanh. Cũng cái phẩm này nè thì các vị cứ rất là nhanh, vừa nói là có liền. Bây giờ là các vị ngó là y chang, nhưng mà tôi cũng vẫn phải nói sơ sơ một chút chứ không thôi giống như chạy làng thì không được. Thì trong cái bài kinh đó nói rằng với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện. Có nghĩa là với một người mà có cái lòng cầu giải thoát, có lòng cầu giải thoát, thấy được cái bản chất sanh diệt vô thường của danh và sắc rồi đó, thì đủ duyên sẽ trở thành thánh nhân. Cái câu kệ chỉ vậy thôi, tức là cái câu là quan trọng là và với lòng ước nguyện thì đạt được tâm sở nguyện. Cái này quan trọng, cái câu này tôi nói không biết nói bao nhiêu lần, nói ra nó phũ phàng nha, chứ trừ ra Phật tử Miến Điện thôi, họ được học đạo từ bé, học đạo từ bé coi như còn ở trong bụng mẹ là được nghe giảng kinh ha. Dĩ nhiên tôi nói vậy thôi cho họ sao họ hiểu, nhưng mà cái nói rốt ráo là như vậy, ở trong bụng mẹ đã được giảng kinh. Mà khi mà sanh ra đời đó, tôi đã từng đi vào những cái xóm núi, những cái sơn thôn của Miến Điện, tôi chứng kiến những cái cảnh mà làm cho tôi giật mình. Tức là trong tam tạng cái phần khó, cái tạng khó hiểu nhất là tạng vi diệu pháp, mà trong tạng vi diệu pháp cái bộ thứ bảy là cái bộ chua nhất, chua nhất. Cái bộ này trình bày về danh sắc ở cái khía cạnh duyên hệ, phải nói là trùng điệp, và với một người mà chưa từng học gì hết thì nghe cái này đó là chỉ có điếc con rái thôi, nghe điếc con rái ấy. Vậy mà tôi từng đặt chân đến cái xóm núi Chết Thi Vô nghe, buổi sáng tôi đi lên núi, đi ngang cái xóm xóm núi đó, nó nghèo, tôi nói xin lỗi chứ
cái nhà người ta ở chứ cái chuồng gà chuồng heo nó không biết nó khác nhau cái chỗ nào, nó dơ, nó dơ đỡ quá nhưng mà nó nghèo sơ nghèo sạc, coi như nó là chỉ cái nhà cái cột nhà bằng tre rồi cái sàn cũng bằng tre, cái mái cái vách thì bằng lá mục, có nghĩa là họ đã để cái họ đã để cái lá này đã bao lâu rồi chưa được sửa chưa được thay mới nha, ấy vậy mà họ vẫn mở băng cassette đó, nha, cái băng giảng về về tứ thiền sư, về 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 vi diệu pháp và cái phần duyên hệ đó, mà lòng lòng họ nói cái gì mình nghe, mình chỉ nghe được có những mấy cái chữ Pali như là he tu pa cha yo aramana pa yo như vậy thôi nghe, từ nhỏ được học cái đó, từ nhỏ được học cái đó, cho nên họ biết rất là rõ là tại sao họ đi chùa, tại sao họ mang cái thân người, rồi tại rồi có sự khác biệt nào giữa họ với con trùng con dế con ruồi con muỗi nha, họ có sự khác biệt nào với mấy con đó và tại sao hôm nay họ phải đi chùa và tại sao mà chư tăng hướng dẫn họ phải cầu giải thoát sanh tử, tất cả những cái câu hỏi này nè người Miến Điện được học hồi lúc còn bé, còn lúc từ lúc còn trên tay mẹ, còn người Việt Nam một là đi chùa theo cái kiểu gia đình truyền thống gia đình, bà ngoại đi thì má đi mà má đi thì con đi, là một. Thứ hai ai kêu mình mà gục cái mặt hấp nước mắm hả? Kêu tụng kinh Bali thì cứ tụng kinh Bali, nhưng mà thử hỏi trong những người Phật tử Nam Tông có bao nhiêu người hiểu được rằng tại sao mà tôi có mặt ở trên đời này và tại sao mà tôi lại phải chấm dứt sanh tử, và cái pháp môn hành trì của tôi như bây giờ cái kiểu tu của tôi bây giờ này nó có đúng chưa, nó có đủ chưa, chúng ta không có cái may mắn đó. Cho nên tại sao tôi phải nói một đường rất là rộng là tôi trả lời về kinh này, và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện sau khi biết cuộc đời sanh khởi rồi đoạn diệt là vậy đó, là vậy đó, có nghĩa là thì là có thể mình là một vị sư, một tu nữ hoặc là một Phật tử, nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta mù tịt là mình là cái gì, ở đâu mình tới, mình sẽ đi về đâu và mình cần thiết phải làm cái gì trong thời điểm này, mình không biết cái đó, rất có thể là mình không biết, tức là mình không có sợ sanh tử, không có nhàm chán cái sự có mặt của danh sắc, mình sợ nhiều lắm 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 là mình sợ cái khổ khổ thôi, cái nghĩa là sự có mặt của những gì nó làm cho mình thấy khó chịu thôi, chứ còn mà cái hoại khổ là cái sự biến mất của hỷ lạc rồi, mình không thấy đó là điều đáng ngại, trong khi đó là bậc hiền trí đó, cái khổ khổ không làm cho họ e ngại nhiều, bận tâm nhiều bằng hai cái khổ sau, tức là cái hoại khổ và hành khổ. Tôi nói như vậy có nghĩa là gì, có nghĩa rằng là đối với một cái người mà chân tâm tu hành đó, cái khổ họ có thể gồng mà chịu nổi, nhưng mà cái mỗi lần họ nhớ đến cái chuyện mà các những gì trên đời này sanh ra rồi phải biến mất, chỉ cần họ nghĩ đến cái chuyện mà mọi thứ trên đời này muốn tồn tại phải lệ thuộc vào vô số nhân duyên điều kiện, họ phải nhớ rằng mọi thứ ở đời này tùy duyên mà sanh rồi cũng theo duyên mà diệt, họ chỉ nhớ bao nhiêu đó là họ lạnh nhân sống, họ muốn chấm dứt, họ thấy đó là một sự lặp lại, mọi hiện hữu chỉ là sự lặp lại, sự lặp lại, sự lui tới, sự trùng phục, sự tái hiện, mệt nhoài tẻ nhạt vô vị từ đời này sang kiếp khác, họ như chán là chán chứ săn xa ra chán là vậy đó, họ thấy rằng bây giờ có hưởng cái gì thì cũng là sự lặp đi lặp lại, có một lúc nào đó các vị nghĩ lại coi, từ sáng là đã rời nhà đi làm để sống, sống để đi làm và đi làm để sống, hết thế hệ này sang thế hệ khác, con nít mà đất làm mới cặp đi học, còn không nó thì mà đất là cầm cái sắp vé số đi cả ngày, tối về tắm rửa xong chung như buồn ngủ, sáng hôm sau tiếp tục đi bán vé số, tiếp tiếp tục đi học, tiếp đi học
Học tôi mốt ra trường, lấy chồng, lấy vợ, sinh con, đẩy cha mẹ sang một bên, cắm đầu lo cho vợ chồng con cái của mình. Về già rồi thì cũng nằm một chỗ đó chờ chết, rồi con cháu mình cái thế hệ sau nó vẫn tiếp tục cứ đi theo cái con đường đó, cứ đi cày để có nhà có cửa có gia đình có mái ấm, rồi lăn đùng cho nó nằm lạnh ngắt cứng đơ, rồi thế hệ sau nó cứ tràn lên nó làm như vậy. Chừng đó mà nhiều người không thấy sợ, chứ đúng ra ở trong đây tôi nên nói là với lòng ước nguyện đạt được tâm, với lòng ước vọng đạt được tâm sự nguyện là sao, như là có lòng cầu giải thoát. Họ thấy họ ngán quá, họ thấy cái sự lặp đi lặp lại. Như có lần Đức Thế Tôn đi khất thực, đi ngang một cánh đồng thì có một cái vị bà la môn, ông đứng ở dưới ruộng ông dòm lên, ông thấy ông nói, khỏe mạnh mà không điệu đi làm ăn mà cái sinh hoài, tôi đi làm ruộng đến đây thì cái Đức Thế Tôn liên tục thì dời đổi chứ không phải ở hoài. Nhưng mà ông nói vậy đó, ông nói là ngày nào cũng thấy đi là đi ăn xin ở đây hết. Đức Phật trả lời thế này: không, ta không có đi ăn xin hoài đâu, ta đi cái có kiếp này là kiếp chót rồi. Chỉ có ngươi, nếu mà ngươi không có tu hành đấy hả, không có hiểu đạo, thì chẳng những kiếp này ngươi cày ruộng mà còn vô số kiếp ngươi sẽ cày ruộng. Thì ngài mới đọc một cái bài kệ gồm 14 câu: ở đây đời này và kiếp khác, kẻ ngu tiếp tục đi tìm vào chỗ tái sinh, đời này và kiếp khác, kẻ ác bị đọa lạc, đời này và kiếp khác, người thiện sanh thiên giới, đời này và kiếp khác, phàm phu cứ luân hồi, đời này và kiếp khác, nông phu cứ cày ruộng, đời này và kiếp khác, thương gia cứ buôn bán. Tức là một bài kệ 14 câu mình đọc qua mình thấy nó lẫm xương sống. Tức là ngài không có nói gì nhiều mà ngài chỉ lặng lẽ bằng một hai chữ nhẹ nhàng thôi, ngài đã lặng lẽ phát họa nên cái bức tranh của cái dòng sanh tử nó buồn chán như thế nào. Cứ đời này kiếp khác, người thiện sanh thiên giới, đời này và kiếp khác, kẻ ác bị đọa lạc, đời này và kiếp khác, phàm phu bị sanh tử lặp đi lặp lại. Mình thấy nó thấy bài kệ không có gì mà ngồi ngẫm thấy lạnh sống nha. Có nhiều đó là cứ đời này và kiếp khác, nông phu cày bừa trên ruộng, đúng không, có hình ảnh nào mà nhìn nó lạnh sinh sống bằng cái hình ảnh của một con trâu nó cài trên đồng, cánh đồng sinh tử nắng cháy ruộng thì nứt, thì đó chính là hình ảnh phải nói là trung thực của một cái kẻ sinh tử. Cho nên đây đó, tuy nó đã nói giảng rồi nhưng mà tôi vẫn có giảng lại là với tâm tư giải thoát thì tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời sanh khởi rồi đoạn diệt, tâm thuần không chấp trước, hưởng lợi quả như trên là vậy đó. Tức là có cái lòng ngán sanh tử thiệt, có cái lòng cầu giải thoát thiệt, và có một con đường duy nhất, có một con đường duy nhất để chấm dứt sanh tử, đó là biết rõ ra sự thật, nhận thức ra sự thật. Nếu có người hỏi tóm tắt đạo Phật là gì thì mình có thể nói như vậy thôi: mọi hiện hữu là khổ, đó là cái khổ đế. Cái thứ hai, nhận ra được điều đó là chấm dứt sanh tử. Tôi biết tôi nói về nhiều người mà mê chi pháp đó, khó chịu lắm. Nó tại sao tứ đế tôi gom là còn có hai câu nghe rất là kỳ, nhưng mà các vị nghĩ kỹ thì Đức Phật có nói như vậy hay không? Có: này các tỳ kheo, trong trong cái tấm thân một sải này ta chỉ nói đến khổ và con đường diệt khổ thôi. Khổ có nghĩa là mọi hiện hữu, dầu sanh làm trời làm người làm thú đấy, cũng là mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai, nhận thức được cái chuyện đó có nghĩa là nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ, đó đó chính là con đường thoát khổ. Nếu mà nó đơn giản thì nó như vậy. Dù là giới luật hay là thiền định hay là bố thí hay là phục vụ, nó cũng chỉ có nhắm đến một chuyện thôi, là giúp cho mình nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ. Thì đó chính là con đường tới niệm xứ. Nhưng mà thay vì nói tới niệm xứ thì ở đây chúng tôi không có nói nhắc tới cái tiểu chiên môn đó, chúng tôi chỉ nói một cách cho dễ nhớ dễ hiểu, đó là thứ nhất phải hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ, và cái thứ hai hiểu được như vậy đó chính là con đường thoát khổ. Chỉ mà chỉ có tứ niệm xứ mới là thấy được cái mọi hiện hữu là khổ. Vì khi mà thấy mọi hiện hữu là khổ thì mới sanh tâm nhàm chán, từ nhàm chán nó mới dẫn đến cái ly tham, và từ ly tham nó mới dẫn tới giải thoát. Cái bài kệ này để ý đến như vậy, mọi người là nhận thức được khổ chính là con đường giải thoát, đúng rồi. Chỉ vậy thôi, chứ còn mà giả sử như có ai đó họ đề nghị mình đó, Phật pháp mênh mông kinh điển thì trùng điệp bây giờ gom gọn được hay không, mà cứ nói sự bằng không cần nhiều. Bởi vì chính Đức Phật đã trả lời cho mình rồi, trong tấm thân một sải này ta chỉ nói đến hai chuyện thôi, đó là khổ và con đường thoát khổ.
Cho nên bao nhiêu kinh điển mà ngày ngay cả trong tạng lực thì kheo phải như vậy, thì kheo không được như vậy, hoặc là có khi ngày dạy cư sĩ phải như vậy, cư sĩ không như vậy. Nếu mà tính ra kinh điển thì trùng điệp, nhưng mà bây giờ tổng chi nói gọn lại là cái gì? Chỉ có hai chuyện đó thôi, để cho biết rằng mọi sự có mặt là khổ, rồi cái gì nữa là không cần thiết. Có lần là Đức Phật ngày dạy như sẽ là Phật, ngày nay sẽ là Phật, giống như là một cái que gỗ bị cháy hai đầu, có nghĩa là không còn dùng được đầu nào đó, bị một cái que là gỗ, nghĩa là miếng gỗ nhỏ không có lớn, là bị cháy hai đầu, mà dính giữa là dính phân, có nghĩa là khúc gỗ này không còn một cái chỗ nào để xài được nữa. Thì cũng vậy, một chút xíu sanh tử, một chút xíu tồn tại, dầu một hình thức tồn tại vi tế nhỏ nhiệm đến mấy đi nữa, thì ta nói rằng nó cũng đáng lìa bỏ. Thì dĩ nhiên đây là cái nhìn của một bậc thánh, còn mình thì chưa. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói rằng thật ra đó, tôi vẫn còn yêu cái cuộc đời này lắm. Một buổi sớm mai thức dậy thấy mình không bệnh hoạn, nhìn ra trời xanh mây trắng nắng vàng, và không có chuyện gì để mình phải bực mình, phải âu lo hết. Rồi đừng một mình đeo cái ba lô, chút ít nước, chút ít ăn đồ ăn khô, ngồi trên cái xe lửa nó chạy ngang những cánh đồng cỏ bát ngát. Đó rồi, đó với tôi là hạnh phúc lắm rồi nha. Ác buồn vui nó đi theo cái nhịp độ như vậy đó, cứ thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui, cứ như vậy nó cứ làm tới là đuôi hoài. Họ thấy như là lạnh sống rồi, còn cái tại sao mình thấy đời nó đẹp là tại vì mình sống như trẻ con vậy đó, có nghĩa là mình quên hết nè. Trẻ con tại sao nó sống vui trọn vẹn là bởi vì nó tin yêu cuộc đời này bằng tất cả cái sự tin cậy, không có nghi hoặc, nó không có sự âu lo như người lớn. Cho nên đối với trẻ con mà nó được rờ đầu mà khen ngoan, đối với trẻ con mà nó có đồ chơi như nó muốn, nó được tới được chỗ nó thích, nó gặp được cái người nó thương là đủ để an lòng rồi. Nhưng mà chúng ta lớn đâu có như vậy nha. Thậm chí nhiều người Phật tử họ kể với tôi, họ nói sư biết mỗi lần mà gia đình con họp mặt con lẫm sinh sống, sư biết không? Tại vì con nhìn từng người ai cũng cười vui, nhưng mà con biết rõ cái hoàn cảnh của từng người. Đây này, người này là sắp ly dị này, người này là đang trong tình trạng ly thân này, người này đang mất job nè, người này đang lay off nè, người này đang thất nghiệp nè. Đó, rồi cái ông này nè bây giờ đang bị bác sĩ nghi ngờ ông có vấn đề ở phổi ở gan nè, còn cái ông này bây giờ sẽ cứ đi về Việt Nam hoài, bà vợ khóc như mưa mà cản không được nè, còn cái bà này là mê đánh bài nè, biết hết. Cho nên là cả một cái nhà bu lại ngồi mà ăn barbecue party rất là vui nha, nhưng mà chính vì ông biết rất là rõ từng vấn đề ở mỗi người, cho nên ông thấy cười vui nhưng trong lòng ông thấy yên, biết rõ hết. Ông biết chỉ cần nay mai thôi là cứ là chuẩn bị cầm cái phone chờ nghe tin buồn, ông biết rất rõ và rất rõ đấy. Còn cái đứa bé, mấy đứa bé thì nó hoàn toàn nó không hề biết chuyện đó, nó cứ thấy họp mặt là nó vui thôi. Ok, bây giờ cho tôi xin bài kinh tiếp theo là bài kinh Đại kinh tiếp theo là bài kinh Năm Đánh Đấy nha, bài kinh Năm Đánh Đấy, tại bài kinh Năm Đánh Đấy. Cái bài kinh này nè là một cái câu trả lời rất là lớn, một câu trả lời rất là quan trọng cho cái sự nghi hoặc, cái sự thắc mắc của rất là nhiều người Phật tử, mà phải nhìn nhận rằng cái cơ hội mà cùng ngồi lại với nhau để mà nghe kinh tạng đó, tôi cho rằng đó là một cơ duyên rất là lớn, bởi vì nó có nhiều cái lợi là chỉ vì có cái lớp như thế này nè chúng ta mới có dịp ngồi đọc lại từng bài chứ nếu một mình đó, mà kêu mà đọc từ bài một tới bài ngàn của mấy bộ kinh chắc lạnh sống đọc không nổi, phải nói như vậy. Nhưng bây giờ nó bị gài vô cái thế là bây giờ không muốn cũng phải ngồi nghe, thì dĩ nhiên ai bắt mình đâu, nhưng mà ví dụ là bây giờ mà giờ mình cái bài kinh này mình không có thích lắm nhưng cũng phải ráng nghe chứ không lẽ mình bỏ. Có người ta nói miễn phí cho mình mắc thì mình ngu rồi mình bỏ, mà nhờ vậy nhờ mình không bỏ sót bài nào hết, và nhờ vậy mình mới phát hiện ra nhiều cái chuyện, chẳng hạn như cái bài này, cái bài mà bài này nè, cái bài gọi là cái bài Năm Đánh Đá này nè,
Nếu mà mình tự mình đọc thì mình lướt ra mình thấy không có gì hết, nhưng mà đó là một cái câu trả lời rất là quan trọng cho một câu hỏi lớn. Cho một câu hỏi lớn. Ok, cảm ơn cho xin cái câu gần đây. Nó lớn ở chỗ nào? À, đây chúng tôi chú thích một vài chữ khó thôi. Con hỏi Gautama bậc đại giác toàn trí. Thì ở đây đó, ở trong đây thì có dùng cái chữ đại giác toàn trí. Tôi nói thưa thiệt các bà con một chuyện, nếu mình chỉ đọc qua cái bản dịch tiếng Việt ấy, cái cảm giác của tôi đối với Đức Phật ấy, nó hoàn toàn có nhiều bài kinh nó cũng không có bằng một 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 phần trăm của cái chuyện cái cửa cái lúc mình đọc thẳng cái bản kia. Thì ở đây mình đọc bằng tiếng Việt, tôi không dám chê, nhưng mình phải nhìn cái tiếng Việt Việt Nam mình á, nghe chỗ này mình đọc mình nghe nó có cái không khí mà nó không có giống trong kinh tiếng nào hết. Con hỏi Gautama bậc đại giác toàn trí, rồi với tri kiến vạn năng thì dĩ nhiên mình không, dĩ nhiên cái bản Pali sao dịch vậy thì chứ bây giờ được dịch có nghĩa là tìm giữ tương đương thôi, chứ làm sao mà có thể giữ được cái hồn, cái vía, cái phách của cái ngôn ngữ gốc được. Cái này đọc trong đây nó đã lắm. Thì nguyên bài kệ này tại sao tôi khen bài kinh này là nó hay ra chỗ nào, đó là thay vì cái định nghĩa của mình á, là Bạch Thế Tôn ai là cái thế nào là gọi là trì giới, thế nào gọi là trí tuệ, thế nào là vượt sầu khổ, cái người nào đáng để cho chư thiên lễ bái cúng dường. Thì gặp mình á thì mình vừa liếc qua câu hỏi này cái là mình ngồi mình nghĩ liền, trì giới làm sao. Rồi cái trí tuệ làm sao, là một cái cấm đầu mình giải thích. Ở đây Đức Thế Tôn không có giải thích như vậy, trong trường hợp này ngài không giải thích như vậy. Có lúc thì ngài nói riêng giới luật làm sao, thiền định làm sao, trí tuệ làm sao, nhưng mà ở đây thì ngài lại giải thích một cách rất là lạ, rất là độc đáo. Có nghĩa là tam học là một, nguyên cái bài trọn vẹn cái bài kệ này này nó có nghĩa là vậy. Tam học là một, ngài mới trả lời thế này: độc đáo thế này. Ông kia hỏi gì chứ, thế nào cái người gọi là cái người trì giới, cái người như thế nào gọi là người trí tuệ. Cái ngài trả lời thế này: ai hộ trì giới luật, trí tuệ tâm tu trì, chú tâm vui thiền định, tâm an trú chánh niệm, để tất cả mọi sầu khổ được trừ diệt đoạn tận, các lậu hoặc đoạn trừ, sống với thân tối hậu. Thì bắt đầu người mới trả lời là vị ấy đó là cái người trì giới, vị đó đó gọi là người trí tuệ, vị đó được gọi là cái người vượt sầu khổ, và vị đó là đáng là chư thiên cúng dường. Chúng ta có một thói quen rất là dễ thương, rất là dễ thương. Chúng ta đây là mình đó là người Việt Nam mình đó, thường Phật tử mình có thói quen rất là dễ thương, có nghĩa là cứ là y kinh mà giải thích thôi. Thí dụ như là mình cứ hiểu Phật pháp theo kiểu hàng dòng, bây giờ mình hiểu là có vô minh nó mới viên vô hành là mọi thứ nó quan hệ, thì cái kiểu là đường đường thẳng ấy, hàng dọc á, là cái do cái hành nó mới viên vô thức, tức là cái ông nội này ông có trước rồi cái ông kia có sau, nó đi theo cái kiểu di truyền như vậy. Để chúng ta hiểu về kiểu như cách như vậy, chứ chúng ta có đâu có thể chịu hiểu rằng ngay bây giờ này, ngay trong cái lúc mà 6:15:03 này này, trong cái khoảnh khắc này này, là coi như nguyên một cái đống duyên khởi nó có một cùng một lúc nó có mặt ở trong đầu của mình đâu có ngờ được. Mà tôi tiếp xúc với những người Phật tử học ở Địa Đàm họ hiểu như vậy đó. Những người không học ở Địa Đàm họ nghĩ như vậy đó, họ đâu có ngờ là ngay bây giờ này thì ngay trong đầu mình bây giờ là nó đã có tướng lậu này, rồi nó có vô minh này, rồi nó có ba hạnh, nó còn ba hạnh chắc chắn là mình không có đủ rồi, thì mình chỉ có là phi phúc hành với là phúc hành. Hành của mình là chỉ có thiện 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 dục giới thôi, chứ không có tới thiện sắc giới đâu nha. Cho nên là ngay bây giờ là mình trong đầu mình chỉ có cái phúc hành dục giới thôi nha. Rồi có thể có, tức nghĩa là cái phi phúc hành là 12 bất thiện, nó xen kẽ với cái phúc hành dục giới. Rồi là nó chỉ không có danh sắc thời tái tục thôi, chứ còn nó có là xúc nè, thọ nè, ái nè, thủ hữu, hữu đây gồm có nghiệp hữu nha. Nó có đủ. Rồi nó cũng, nếu mà nói theo vi pháp thì nó có cả sanh nữa. Sanh ở đây nó là cái sự có mặt,
sự xuất hiện của danh và sắc đó. Rồi lão tử ở đây không phải là lão là lưng còng má hết, mà đây là cái sự cằn cỗi của sắc pháp. Còn tử đây không phải là cái sự mà tắt thở xuôi tai nhắm mắt, mà nó là cái sự biến mất từng lúc từng lúc từng lúc của mỗi 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 cái sát na tâm. Cho nên ngay một cái tích tắc, một phút thôi là nó đã có nguyên một cái đống duyên khởi trong lòng của mình rồi. Mình có thể quan hiểu thôi ngay như vậy rồi thì mình không có hiểu được như vậy. Và rồi thì đối với giới định, cũng với giới định tuệ mình, đối với ba cái thứ đó, ba đối với tam học mình cũng hiểu như vậy đó. Mình cũng hiểu là giới tu trước rồi mới định tu sau, rồi sau nó mới có tuệ. Cách hiểu này không có sai lắm đâu, nhưng mà nó hơi hồn nhiên chút, nó hơi hồn nhiên một chút, là bởi vì chúng ta biết rằng là không có lúc nào giới nó rời khỏi cái lòng của người tu thiền. Ngay cả một cái người họ đang tu thiền chỉ hay tu thiền quán thì lúc nào cái giới nó cũng gắn liền với họ hết nha. Thì cái điển giới mình hiểu theo kiểu của mình á, giới thì có nghĩa là năm giới, tám giới, 10 giới, sa di giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, cư sĩ giới, xuất gia giới, mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra cái giới đây tức là sự cố ý ngăn chừa, ngăn tránh. Đối với tam nghiệp bất thiện thì sự cố ý này này thì gọi là giới, gọi là tiếng Pali gọi là vi ra tiết chia thanh này nha. Cho nên đối với với bất cứ giây phút nào, nhưng mà mình có lòng cố ý ngăn trừ đối với cái tam nghiệp bất thiện thì giây phút đó được gọi là đang có mặt của giới nha. Biết các vị có nghe kịp không? Thì như lẽ ra mình nói câu đó nhưng mà mình kèm lại được thì đó là giới. Mình đang có một cái suy nghĩ tầm bậy, giận, hay là một suy nghĩ liên hệ tới tham, hay là suy nghĩ tới sân, mà mình lúc mà mình phát hiện kịp mình cái này không có nên, mình không nên nghĩ như vậy nữa, thì lúc đó đó chính là lúc đang dị giới đó nha. Lúc đó là đang dị giới đó. Có nghĩa là gọi là mình sắp nói sắp làm, gọi là sắp mình gọi là mình đang suy nghĩ cái chuyện gì đó mà biết đây là cái suy nghĩ không có tốt, cái biết này là để mình ngăn từ nó đó, thì cái đó được gọi là đang dị giới. Mà hãy ngay cái lúc mình giữ chánh niệm như vậy đó, ngay cái lúc đó là rõ ràng là mình cũng trong lên cảnh Đức Phật dạy là đang trú chánh niệm. Rồi ngay cả cái người đang tu thiền chỉ cũng vậy, lúc mà họ cố ý họ tu tập thiền chỉ đó, năm truyền cái xuất hiện nó được đè nén, thì cái sự mà đè nén năm truyền cái ni này cũng được gọi là giới, cũng được gọi là giới. Họ cứ chuyên tâm theo dõi đề mục, chứ họ không có không có theo dõi mà chuyên tâm an trú trong đề mục, kiên định trong cái đề mục đó, thì lúc đó cũng gọi là giới, mặc dù rõ ràng lúc đó là đang định đó. Cho nên giới và định và tuệ đó, nó vốn không tách rời nhau, mà nó là ba mặt của một viên đá, nó là ba mặt của một viên đá, nó là ba mặt của một cái kim tự tháp, bốn cạnh, chỉ vậy thôi. Thì cái độc đáo của bài kinh này thì Đức Phật dạy gom lại hết, tức là ai mà có thiền, ai mà có giới luật nè, ai mà có thiền chỉ, ai mà có thiền quán, ai mà nhờ những cái này, nhờ tam học mà chứng được, ai mà chứng được cái thánh trí, chấm dứt được phiền não, thì người đó được gọi là, bắt đầu kể nguyên dây ra, được gọi là cái người trì giới, được gọi là người có trí tuệ, được gọi là cái người vượt sầu khổ, được gọi là cái người đáng để cho chư thiên lễ bái cúng dường, là như vậy đó. Mà tại sao ở đây lại nhấn mạnh đến chư thiên, là bởi vì mình thấy con người mình thì lại chư thiên, lại trời, lại thần, lại quỷ ha. Chứ chư thiên họ có nể ai không? Chỉ có chư thiên mới là sợ cái hàng phước mặt, chứ chư thiên họ chỉ nể cái người nào hơn họ thôi. Còn cái loại người mình thì không, loại người mình á, mình cúi đầu trước rất là nhiều đối tượng, cái người mình sợ mình cũng cúi đầu, cái người mình quý mình cũng cúi đầu, và cái người mình mù mịt mình chỉ hiểu lầm họ mình cũng có thể cúi đầu. Mà chư thiên thì không, chư thiên họ chỉ cúi đầu trước cái người nào họ thật sự hiểu đây là ai, và họ hiểu rõ là tại sao tôi cúi đầu trước người này. Chư thiên về cái điểm này hơn mình nha, họ biết rõ đây là ai và tại sao tôi phải cúi đầu trước con người này. Còn nhân loại thì không, nhân loại mình đó thì coi như là gốc cây bụi chuối, ông tà ông táo cái giống giải gì mình cũng quỳ mình lạy được hết. Cho nên được cái sự kính lễ của chư thiên không phải là chuyện dễ. Về cái người đáng được cái sự nhận nhận đáng được nhận được cái kính lễ của chư thiên là chỉ có các bậc thánh thôi. Có một lần đó, Đức Thế Tôn đang ngồi, ngài nhìn thấy có hàng ngàn vị phẩm thiên đang đảnh lễ ngài Maha Cấp Chính. Đức Thế Tôn mỉm cười, ngài mỉm cười là vì ngài hoan hỷ, ngài nhìn thấy cái thiện, những cái thiện này nó đang hợp mặt, những cái thiện này nó đang được kết hợp,
là bản thân ngài Mahakasipa là một bậc thánh, là một cái chuyện, một hình ảnh quá đẹp mà hàng ngàn chư thiên đang đảnh lễ một con người như vậy. Nhìn ngài hoan hỷ. Và có một lần đó ngài ngày ngày ngồi ở trong chùa mà ngày với thiên nhãn và thiên nhĩ, ngày theo dõi được cái cuộc nói chuyện của ngài Xá Lợi Phất Vượng Liên, ngày cũng nói lên cái lời hoan hỷ. Thì mình thấy rằng ở trong cái thế giới của những vị có thần thông nó đẹp như vậy đó, còn nếu một người sống một ít phước báo hay là ít trí tuệ, ít khả năng, thì cái đẹp trong đời sống mình nó nghèo hơn, thậm chí nó không có. Cho nên ở đây cái người mà đáng để cho chư thiên đảnh lễ là ai, đó chính là cái người không còn phiền não nữa. Loài người thì lạy lục chư thiên quỷ thần, mà chư thiên họ chỉ có thể lạy được bậc hiền thánh hiền trí. Bây giờ chúng ta học tiếp theo bài kinh Chanh Đanh Á. Tiếp theo bài kinh Chanh Đanh Á, chúng tôi chú thích chỉ khó cho các vị thôi. Cho tôi xin bài kinh Chanh Đanh Á. Sáng nay mình học rất là nhanh, bây giờ nó chưa tính theo đồng hồ bên đây là nó chưa được 6 giờ, chưa được 6 giờ, 6 giờ thứ 15, bây giờ mình chỉ 6 giờ thứ 15 thôi. Ok, bài mấy cái bài này đó thì cũng có thể mình không biết gọi là may mắn hay là đúng hay không, có đúng hay không, đó là mấy cái bài kệ này thì bà con có thể tự đọc được, không cần phải giải thích nhiều. Và trong chú giải thì mấy bài này chú giải chỉ giải thích thoáng qua giải thích một vài chữ khó thôi. Vị thiên tử này đứng bên cạnh Đức Phật đó, rồi bắt đầu hỏi ngài một câu, đó là làm sao vượt bột lưu, ngày đêm vẫn kiên trì không trú không báo víu, ai không chìm vực sâu. Chúng ta có sống chánh niệm, có sống trí tuệ, có sống chìm sâu ở trong Phật pháp, thì chúng ta sẽ thấy với cái bài kệ này nó một là thấy nó dễ hiểu, và mới hiểu được tại sao có những người họ có những câu hỏi như thế này. Còn nếu mình sống phóng dật, sống thất niệm, sống không có niềm tin, sống không có trí tuệ, thì mình thấy trên đời này tại sao có những người hỏi họ có những suy nghĩ rất là kỳ cục. Làm sao vượt bột lưu, ngày đêm vẫn kiên trì, không trú không bám víu, không chìm vực sâu, là sao? Nếu mà sống có chánh niệm, nếu mà sống có trí tuệ, nếu mà sống có sự sâu sắc nhất định, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng thực ra trong từng ngày chúng ta có trăm ngàn cái khổ, khổ về nhân và khổ về quả. Một ngày ấy, mình khổ có trăm ngàn kiểu khổ, khổ vì nhân và khổ vì quả. Khổ vì quả là làm sao? Do có cái nghiệp đời trước cho nên bây giờ đó mình mới có cái cục nợ mấy chục kilo này, nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, đó gọi là khổ vì quả. Do có cái cục này, cái thân này nó là quả mà, ai học Anh Tỳ Đàm thì biết 19 sát nghiệp nó là quả nha. Cái sự có mặt của sáu căn này là quả nha, mắt tai mũi lưỡi là quả. Thì chính vì có cái thân này nè, chính vì có sáu cái căn này nè, cho nên mình mới có buồn vui, rồi mới có lo lắng, phải có miếng cơm manh áo, cơm gạo gạo tiền, rồi mà phải lo cho cái chuyện này, phải lo cho cái chuyện kia. Các vị có bao giờ thử nhìn lại mình đi, mình đang bị nhốt tù ở trong cái tấm thân mấy chục ký này, chư thiên họ đâu có bị như mình, họ đi đứng thoải mái ha. Họ không có e ngại bất cứ một cái khoảng cách nào, bất cứ một cái độ cao nào, bất cứ một cái chiều độ sâu nào. Còn mình thì sao? Xa quá mình đi không nổi, cao quá mình leo không tới, mà hoặc là cao quá nhìn xuống thấp cũng sợ, khiêng vác đồ nặng không nổi, mà duy trì hoài một cái tư thế nó mỏi. Nói chung là mình đang bị nhốt tù trong cái thân này, đó gọi là khổ vì quả. Còn khổ vì nhân là làm sao? Là suốt một ngày như vậy toan tính đủ thứ chuyện hết nghe. Là chưa kể mỗi lần tâm tham mà xuất hiện là một lần khổ, muốn mà không được là khổ, không thích mà phải chấp nhận nó là khổ, đó là tâm sân nghe. Cứ tham sân mà xuất hiện, mỗi lần nó xuất hiện là một cái khổ. Mà chỉ có người có trí và có niệm ấy thì họ mới nhận ra là mình đang sống trong cái khổ mỗi ngày. Khổ vì nhân, khổ vì quả. Khổ vì nhân là khổ vì phiền não, còn khổ vì quả là vì mang cái thân này nè,
nó nặng nề đủ thứ hết, khó thở cũng là cái khổ, ăn không ngon miệng, ăn rồi nó không chịu tiêu, lì ì lập ạch hả, rồi nghe nó đau chỗ này nó nhức chỗ kia, nó mỏi chỗ nọ, nó không có được như ý hả, khổ vì nhân khổ vì quả, rồi thấy tâm mình nó cứ bị dán chặt, nó vì não cũng tách rời không được, có vị có chánh niệm các vị mới thấy những giây phút mà mình sống bằng thiện pháp đó, nó nhẹ vô cùng, những giây phút mà mình hướng đến sự buông bỏ, hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự xả ly, những người nó nhẹ nhàng ghê gớm lắm. Mà mỗi lần mình có cái lòng mình lo cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái, cho nhà, cho cửa, cho thân quyến, cho bè bạn, rồi lo mất tiền, lo nhan sắc, lo tiếng tăm, địa vị, đấu tranh giành giật ha, sâu xé, mỗi lần mình sống trong đó mình nhận ra mình đang sống trong đó là mệt vô cùng, và không có gì thảm cho bằng cái trưa nắng chang chang mình ngồi, mình từ đây rồi mình lại mình nhìn lại cái trạm xe bus nó chỉ có 200 m, vậy mà mình không có cách nào mình rút ngắn thời gian được, phải đi phải lết lại đó nha. Thì nội mình nghĩ cái đó là đã hết muốn sinh tử, 200 m này gặp chư thiên làm cái vèo ra tới, còn mình thì không, mình phải mang cái thân này mình lê từng bước từng bước, mình những lần kéo đồ nặng đó, xách đồ nặng đó, mình đi lên dốc là đủ để sợ luân hồi, là đủ để tẩy cái tái sanh rồi nha. Trưa nắng chang chang và buổi chiều lạnh tuyết nó rơi như vậy mà quãng đường nó có xa, mình đứng dưới mình nhìn lên đồi chắc nó tối đa nó khoảng chừng vài trăm mét thôi, vậy mà ráng lê cái thân này thì cộng thêm chục mười mấy kilo nữa để mà đi, thì có thấy như vậy đó đó thì mới thấy quả thực là mình đang bị khổ vì nhân khổ vì quả. Và chính vì vậy đó người ta mới gọi cái sự có mặt của danh sắc, người ta mới gọi cái sự có mặt của phiền não nó là gánh nặng, nó là bộc lưu. Còn mình thì sao? Mình không có chịu thấy cái thân này nó là khổ, cho nên mình không có bao giờ trong đầu của mình mà nó có những cái chữ này nè, có những cái chữ là bộc lưu nè, rồi vực sâu nè, rồi không bám víu nè. Mình trong đầu không có được những chữ này là tại vì, xin lỗi nha, nói nó nặng, cái chữ Phật xài với mấy chữ của tôi, nên mà mình giống như mấy con dồi mà nó sống ở trong đống phân vậy, nó không biết nó là dồi và nó không biết rằng cái mà nó lặn ngập trong đó là nó đống phân, nó không biết. Thử tưởng tượng bây giờ này mà các vị không có cần sanh đi đâu xa đó, sanh làm cái loài mà thọ thành, tức là loài chư thiên mà sống trong cây đó, hoặc là chư thiên mà sống ở trong ao hồ, miễn là cái loài nào cũng được hết, mà miễn là đừng có mang thân nhân loại này nè, mà đừng nhớ đừng làm ngạ quỷ thì nó khổ lắm, chỉ cần làm cái loài địa cư thiên hay là thọ cư thiên ha, chỉ cần cái loài nào có sắc tế đừng có nặng nề mấy chục kg mà thịt thà máu xương này ha, chỉ cần sanh làm cái loài đó nó nhẹ nhàng như khói vậy đó ha, thân không có bệnh hoạn, về sự di chuyển hoạt động nó không bị những cái rào cản về khoảng cách, về trọng lượng, về tốc độ ha, thì chỉ cần như vậy thôi thì mình sẽ thấy rằng cái thân nhân loại nó khổ cỡ nào, nó khổ cỡ nào. Chư thiên mọi nhìn mình nó lạnh sống, họ thấy cái chuyện mà mỗi ngày mình phải đi lấy, bắt cái con này bắt cái con kia đem về đánh như vậy, rồi nhổ lông rồi bỏ vô nồi rồi nấu, rồi mới hả cái họng ra mà thồn mà nhét vô, mà nhờ vậy mới sống được. Họ nhìn mình nó mỏi rợ dữ lắm, trừ ra mình là bậc hiền trí, trừ ra mình là người có giới hạnh, trừ ra mình là người có trí tuệ, có chánh niệm, có thiền định thì họ còn nể. Chứ nếu mình không có những cái này chứ thì họ nhìn mình nó giống như nhìn mình nhìn cái con gì vậy đó nha, lạnh như sống lắm, kỳ cục lắm, mà thấy cái gì đâu mà sống. Thì chư thiên đó, cái loài mà địa cư thiên mà của nó thuộc về cảnh giới của tứ thiên vương, họ sống tối thiểu là cũng phải là 500 năm tuổi trời, có nghĩa là 9 triệu năm của mình nhé, họ sống lâu lắm, cho nên họ coi cái đời sống mấy chục năm mình nó giống như một sớm một chiều vậy đó nhé, không được, chưa tới một sớm một chiều của họ nữa. Rồi thì họ thấy mình ăn dơ ở dãi, rồi họ thấy mình bệnh hoạn rên xiết, rồi họ thấy mình trong thời gian ngắn như vậy mà đấu đá tranh giành giật dọc lừa đảo hả, tranh thủ đủ điều, rồi họ thấy mình nào là mang cái thân hôi hám bất tịnh tả vị, rồi còn bệnh lên bệnh xuống, rồi rên xiết, rồi liệt giường liệt chiếu, họ nhìn mình họ ớn dữ lắm, họ ớn dữ lắm, mà nhờ cái là mình không biết gì hết à, nhờ mình không biết gì hết, cho nên là mình cứ phải phay. Cho nên ở đây Đức Phật thì mới trả lời thế này: vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bậc lưu khó vượt, vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền phược. Ở trong chú giải nói thế này,
trong chú giải thích chỗ này như thế này. Cái hỷ ái ở đây đó, hỷ và hữu đó, thì cái hỷ ái ở đây đó, hỷ ái ở đây là năm ni ra các năm ni ra cái là hỷ ái ở đây ám chỉ ám chỉ cho ba cái nghiệp hành gọi là Kamma Sankhara hả. Ba nghiệp hành là gì? Ba nghiệp hành ở đây đó là ba hạnh trong duyên khởi đó, tức là ba hành ở trong duyên khởi có nghĩa là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Người học không học A Di Đà thì nghe lậm nghe điếc một rái, thì tôi giải thích sơ thôi nha. Thì cái phi phúc hạnh ở đây đó tức là các cái tâm bất thiện, nó năm nay vậy đi, chứ còn nói tâm sở tư, còn nếu mà đối với người học A Di Đà đây là tâm sở tư, hạnh ở đây là tâm sở tư ở trong các cái nghiệp thiện ác nói chung. Còn đối với người mình không biết vi pháp thì tôi chỉ nói năm nay là chính là thiện và bất thiện ở trong cái cuộc đời này. Hãy mình ráng mình tu cho nó đã, có pháp thiện để đưa mình đi về làm trời, về trời về người, về cõi người làm nhân thiên sung sướng, được ít lâu thì cũng chung trở xuống cõi thấp. Nên nhớ thế này, bốn cái đường đọa nó là cái chỗ thấp nhất ở trong một cái trái cầu, và trong trái cầu, trong một cái lòng cầu trong đó có cái trái banh, mình hình dung như vậy. Trong cái trái cầu á, trong cái lòng cầu á, nó có một cái trái banh, khi mà mình quay như mình xoay nhanh á thì cái trái cầu này nó lơ lửng, nó lúc ở trên cao luôn xuống thấp. Nhưng mà nếu mà mình cái trái cầu này nó không được xoay nữa mà để yên thì cái trái banh trong đó tự động sẽ trở về cái chỗ thấp nhất, thì sanh tử luân hồi nó y chang như vậy. Nếu kiếp nào mà mình có cố gắng chút ít á, thì mình lết lên được cái cõi dục thiên hay là lên được cái cõi phạm thiên. Nhưng chỉ cần mà mình không có cố gắng gì hết thì tự động nó sẽ rớt về cái chỗ thấp nhất, nhớ nha. Nếu mình chiếc lá vậy đó, chiếc lá nó còn tươi, nó còn sống thì còn ở trên cây. Nhưng mà khi mà nó đã rụng rồi đó, nó không còn một cái sự duy trì nào nữa thì cái chỗ trở về cuối cùng của nó là mặt đất. Giống như con người mình vậy, hồi mình còn khỏe, mình còn trẻ, mà hồi mình còn sống thì mình còn đi đứng nằm ngồi leo trèo chạy nhảy chỗ này chỗ kia. Nhưng đến lúc cuối cùng cuối đời khi không còn khả năng gượng nổi nữa thì sao? Thì mình trở về chỗ thấp nhất là gì? Đó có nghĩa là lúc mình chỉ biết nằm thôi. Ngày xưa còn đi đứng, còn ngồi được, nhưng bây giờ chỉ trở về cái tư thế nằm thôi. Là một cái tư thế mà không cần đến sự cố gắng nào hết. Thì trong bốn đường đọa nó y chang như vậy đó. Trong bốn đường đọa đó là nó bốn trong cái cõi sanh tử này nó thì bốn đường đọa nó y chang như là cái lưng của mình, tức là cái chỗ trở về sau cùng và cũng là chỗ thấp nhất của một chúng sanh không có nỗ lực. Và trong này mới nói rõ thêm cái này, dục tưởng nhé, vị đoạn ly dục tưởng vượt khỏi sắc triền phơ. Đoạn ly dục tưởng ở đây đó, ở trong chú giải này mới giải thích thế này nhé. Dục dục tưởng ở đây thì ám chỉ cho năm cái hạ phần kiết sử, còn cái sắc triền phược ở đây đó thì ám chỉ cho năm cái thượng phần kiết sử nha. Cái cách nói trong kinh như vậy, mà cái cách này tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tức là đây là một cái cách nói gọn, đây là một cách nói gọn. Ví dụ như mình nói nhà cửa vậy đó, nó dính liền với nhau, cơm nước chợ búa dao kéo muỗng nĩa nó đi cặp cặp vậy đó. Thì đây cũng vậy,
Tuy là nó là dục tưởng kamasanya, nhưng mà thật ra đó là nó ám chỉ cho năm cái hạ phần kiết sử. Là vì sao? Là vì đối với một vị Anaham ấy thì vị đó vĩnh viễn không còn dục tưởng nữa, mà điều đó cũng có nghĩa rằng thì là vị đó vĩnh viễn không còn năm cái hạ phần kiết sử nữa. Năm hạ phần kiết sử là sao? Tức là năm thứ phiền não thô, năm cái thứ phiền não cấp thấp, có nghĩa là năm cái thứ phiền não mà nó đưa mình đi xuống những ở những cõi thấp á, ví dụ như từ cái cõi dục giới hay là cái cõi sa đọa thì được gọi là năm cõi thấp. Thì mình thấy đó, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục ái và sân. Thì cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ á, là ba cái thứ phiền não mà nó đưa mình đi vào cõi đọa. Cho nên cái vị thánh tu đầu quần khi mà nó bỏ được ba cái phiền não này thì vị đó dứt khoát không còn đọa nữa. Nhưng hễ còn dục ái và sân thì vị đó còn có thể quẩn quanh ở trong cõi dục. Nhưng mà đối với vị thánh Anaham thì không. Vị Anaham đã chấm dứt hẳn cái dục ái và sân, cho nên từ cái cõi, giả dụ đi, từ cái cõi người hay là từ cái cõi dục thiên như là đau lợi đố xuất, mà một vị mà Anaham mà lìa đời rồi thì vị đó không thể nào mà có thể quay lui cõi dục được nữa nha. Bởi vì dục ái và sân nó đã hết rồi thì không có cửa, không có cái vé, không có cái visa, không có cái passport nào để mà đi vô hay là ở lại cõi dục nữa hết. Vị này dứt khoát phải ra đi, phải lìa khỏi thì cõi dục vậy đấy. Rồi cái tiếp theo ở đây đó gọi là cái sắc triền phược, ở đây là ám chỉ cho năm cái thượng phần kiết sử. Đây là một cái tên gọi, một cách nói mẹo thôi. Bởi vì năm cái hạ phần kiết sử còn lại, năm cái thượng phần kiết sử, nghĩa là những cái phiền não này đó, nói rằng không quan trọng thì cũng kỳ quá, nhưng mà thật ra nó cái phiền não mà căn bản mà dẫn tới sanh tử đó, là chính là năm cái ông dưới, năm cái ông mà thấp á, năm ông hạ phần á, năm ông nó mới quan trọng. Mà năm ông đã mất rồi thì coi như cái khả năng sanh tử nó chỉ còn là một ít thôi. Thế nhưng như mình thấy vị tu đầu quần là chỉ cần họ chấm dứt cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ thôi, thì cái khả năng sanh tử của họ coi như là bị coi như là mình nói gần như là bị chấm dứt. Bởi vì trong cái dòng sanh tử là vô lượng vô số kiếp hả? Thì bây giờ vị đó chỉ còn là có cái trớn thôi, cái trớn tối đa là 7 kiếp ở cõi dục thôi, rồi sau đó là vĩnh viễn phải ra đi nha. Thì cái 7 kiếp này nó không có nhiều, và nghe trong tăng chi bộ Đức Phật thì cũng dạy rằng này, các tỳ kheo, cái khổ hoặc là những cái vấn đề mà vị tu đầu quần phải giải quyết còn phải gánh, nó chỉ là 7 viên sỏi so với những gì mà vị đó đã lìa bỏ, đã giải thoát được. Nó nhiều giống như là cái dãy núi Himalaya, trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Những gì mà vị tu đầu quần lìa bỏ được nó nhiều như dãy núi Himalaya, và cái khổ mà những cái gì mà nó còn chút ít dính lại đó, mà vị đó phải giải quyết đó, nó chỉ là tối đa là 7 hòn sỏi, 7 cái viên sỏi trước mặt ta bây giờ thôi. Như vậy đó. Và chính vì vậy cho nên cái quả vị tu đầu quần ấy, nếu mà có đem đổi với có tất nó nếu mà có đem đổi cái ngai vàng của đế thích của chuyển lưng đến vương, có đổi bao nhiêu chứ đừng có nói một hai, mà đổi vô số, đổi cả triệu cả tỷ lần cũng không đổi được, không đổi được. Bởi vì nếu mà còn là phàm á, thì mình làm đế thích cho bao nhiêu kiếp đi nữa, làm chuyển lưng thánh vương bao nhiêu kiếp đi nữa thì sao, thì cuối cùng cũng quay về với sự đọa lạc. Nếu mà mình còn là phàm phu thì giá nào phải quay về với sự đọa lạc, nhưng mà riêng cái vị thánh tu đầu quần thì dứt khoát không bị đọa lạc và chắc chắn sẽ phải niết bàn, sẽ niết bàn trong một thời gian rất là gần. Cho nên ở đây năm cái đây là cái cách nói thôi ha. Ở đây hỷ ái là chỉ chung cho ba ba cái hành, phúc hành và bất động hành. Rồi còn cái dục tưởng ở đây thì ám chỉ cho năm hạ phần kiết sử, và cái sắc triền phược ở đây thì ám chỉ cho năm cái thượng phần kiết sử. Chỉ vậy thôi, ngày kinh này không có cái gì để mà gọi là khó cho bà con. Rồi cho tôi xin tiếp theo.
À, quên, cũng phải nói thêm chút xíu nữa chứ. Tại sao mà mình thấy cái chuyện sanh về phạm thiên nó đáng sợ? Đúng là nãy giờ tôi đã nói chuyện này rồi, nhưng mà có một số người đây mà không nói, họ lại hả, mình chưa nói thì họ coi như là không có nói, nhưng mà thật ra là có những trường hợp mình ta chưa nói mà người ta đã nói rồi nhé. Tại sao mà cái chuyện mà sanh về cõi dục thì trong đó nó có các cõi đọa là sợ đã đành rồi, nhưng mà sanh về các cõi phạm thiên cũng đáng sợ, là vì sao? Là vì nó cũng là sự quẩn quanh. Cõi phạm thiên ấy, nó giống y chang như cái nóc nhà của mình lúc đang lúc nó đang cháy vậy đó. Trong cái ngôi nhà đang cháy thì cái chỗ nào mà mình tạm cho là an toàn nhất thì lát nữa sớm muộn gì nó cũng cháy, nếu mình không bị dập dập lửa, không được cứu hỏa tới kịp hả, thì giá nào một lát nó cũng phải cháy tới thôi. Nhưng mà tạm thời trước mắt á thì thấy nó vẻ nó an toàn nhất, nó lâu nhất, chỉ vậy. Thì có phạm thiên cũng vậy, thấy nên nó sống lâu lắm, cho nó sống lâu lắm, sống tối đa thế lên nó 84.000 đại kiếp. Và trước mắt là trên đó sống nó an lạc hơn cõi dục thiên, mà dục thiên thì nó là an lạc hơn cõi nhân loại, mà cõi nhân loại thì nó an lạc hơn cõi các cái cảnh giới đọa xứ. Cho nên trong đó phải nói là sung sướng nhất, sống lâu nhất chính là cõi phạm thiên. Những người rồi thì sao, nó hết tuổi thọ trên đó họ vẫn phải đi xuống, và cái chuyện đi xuống nó nhiều lắm, họ chỉ hưởng được một kiếp trung gian, một kiếp độn thôi, nghĩa là từ phạm thiên sanh xuống thì họ không có bị đọa liền, họ được sanh làm dục thiên và sanh làm nhân loại trong một kiếp độn, kiếp trung gian đó. Nhưng mà sau cái kiếp đó rồi họ đi đâu thì chỉ có trời biết thôi, nghe, chỉ có trời biết thôi. Cho nên là còn quẩn quanh trong sanh tử thì nó còn rất là đáng ngại. Và phải nói thiệt, bây giờ dù chúng ta ở đâu đi nữa trên cái mặt đất này, một người Phật tử bình tĩnh, có trí tuệ, có chánh niệm chút xíu đấy, tự hỏi mình cái cơ hội mà mình mang thân người này, tuy nó khổ thiệt, nó nặng nề thiệt, nhưng mà cái cơ hội mà mình mang thân người nữa còn được kéo dài bao lâu nữa? Bởi vì kiếp tới đây nè, có thể là ngày mai của mình, có thể là tháng sau, có thể là tuần sau, có thể là năm sau, thì trong cái kiếp kế này mình không biết mình sẽ đi về đâu, nếu mà mình còn nhớ tới đó mình lạnh sống hay không. Chính vì vậy cho nên cái sự sa đọa, cái sự mà luân hồi được gọi là cái vực nha, hôm nay gọi là vực sâu là vậy đó, cái cuộc luân hồi được gọi là cái vực sâu là như vậy. Ok, cho tôi xin thiết về kinh Sudatto, về kinh Sudatta. Cái bài kinh này nè, cái bài kinh này đó thì nó không, tôi nghĩ rằng thích thì muốn thì giải thích cho vui, chứ còn thiệt ra đó thì quý vị liếc mắt cho các vị thấy nha, các vị liếc mắt cho các vị thấy chứ không cần phải giải thích. Là như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, thì theo tu chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục. Cái câu đó của vị trời đọc. Rồi tiếp theo Đức Phật ngày xác định là y chang vậy, ngày nói đúng rồi, người nói đúng rồi. Và thay vì vị kia thì nói chung chung, vị kia thì nói chung chung. Nếu có một cái chuyện thú vị đó là trong bản Việt mình là kinh chi, ừ, đúng rồi, nó trong bản cái bài cái phần Bali này, Bali của cái mà tôi mới giải thích xong. Cái bài này nếu mà con học kỹ thì trong đây nó có giải thích. Đoạn trừ hỷ nhái đây đó, thì hỷ nhái này ám chỉ cho ba hành ha. Thì ở đây khi nói đến dục tưởng đó, thì nói đến năm hạ phần kiết sử, còn nói đến sắc sắc triền phược đó, thì ám chỉ cho năm thượng phần kiết sử. Rồi ở đây đó, cái dục tưởng đó, thì nó tạo ra cái dục hữu, rồi cái sắc triền phược đó, thì nó tạo ra cái sắc hữu, và sắc hữu ở đây nó bao gồm luôn cả cái vô sắc giới. Đại khái như vậy, cái phần này tôi đã giải thích rồi. Bây giờ tiếp theo là cái bài kinh Sudatta, là trong tiếng bản tiếng trong bản Việt á, thì cái là kinh Sudatta,
nhưng mà trong cái bản Pali là va su đáp tạ nha. Như vậy thì trong bản tiếng Việt mình nó có một cái điểm sai khác với cái bản Pali ha. Mà cái phần này thì tôi nghĩ không cần giải thích nhiều, thì bà con liếc vô các bạn con thấy rồi. Cái bài kinh này nó có nội dung y hệt như là những gì gì mà chúng tôi vừa trình bày trước đây. Một người mà thấy sợ sinh tử ha, một người mà nhận thức được cái sự mong manh, sự phù du, cái sự chớp nhoáng của cái thân này, một người mà thấy được cái tác hại nguy hiểm của phiền não, thì với một người như vậy đó thì họ sẽ tu tập bằng cái tâm trạng của một người mà bị lửa chính nó cháy trên đầu của mình, họ phủi rất là nhanh, họ phải tranh thủ họ phủi thôi. Và tôi nhớ tôi từng dùng một cái ví dụ như thế này: mình đang đứng trên bờ á mà mình làm rớt cái sâu chìa khóa đó, thì mình có thể thông thả cúi xuống mình nhặt nó lên hả, mình đi tìm cái sâu chìa khóa trong bụi cỏ đó, mình có thể vừa hút gió vừa đi cầm mắt vừa giáo giác đi tìm nè, thông thả. Mà nếu lúc cái phone nó reo thì mình vẫn có thể móc cái phone để mình trả lời, miệng thì trả lời mà con mắt là vẫn đảo đảo, tay vẫn nghịch dạch tìm cái chìa khóa. Đó là cái cách làm việc trên cạn. Nhưng mình nếu mình đang lặn tìm một cái món đồ dưới nước thì sao? Chúng ta không thể nào mà nhẫn nha, mà thơ thẩn, mà coi như là tà tà như vậy được. Xuống tới đất rồi thì cái bàn tay cũng phải quơ cho nó lẹ. Đúng rồi, nhưng trong bản Mali là Vasudatta. Các vị nghe kịp không? Tức là cũng cái sâu chìa khóa đó, mà nếu mình làm rớt trên đất á, thì mình thông thả mình ngồi xuống rồi mình phone reo, mình bóc cái phone lên mình trả lời này nọ. Vì sao? Là vì trên cạn mình không có sợ bị hắt hơi. Trên cạn mình không có sợ hắt hơi. Nhưng mà khi mình đi tìm một món đồ dưới nước thì sao? Mình phải tranh thủ, mình phải tận dụng mọi cái thời gian, mọi cái điều kiện mà có được lúc đó để mà tìm cho ra được cái chìa khóa trước khi mình hết hơi. Mà nếu hết hơi rồi mà vẫn tìm không ra thì mình phải trồi lên mình lấy một cái hơi khác, là mình cũng phải tiếp tục qua vào cái thiệt là nhanh. Vì sao? Là vì mình cũng sợ bị tiếp tục hết hơi như lần vừa rồi, bởi vì cái hơi của mình dưới nước nó có hạn. Còn nếu mà mình đang ở trên cạn thì mình đâu có ngán, trên cạn làm gì có chuyện sợ hết hơi. Thì ở đây cũng vậy, đối với một cái người e sợ sanh tử sa đọa, có cái lòng nhàm chán ở trong danh sắc, thì đối với cái người mà có cái lòng mà thiết tha cầu đạo vô thượng giải thoát như vậy đó, thì cái sự nỗ lực của vị đó bao nhiêu cũng không đủ, vì nó luôn luôn tu tập trong cái tâm trạng tranh thủ, sợ là không còn kịp nữa, không còn kịp nữa. Còn đối với người dễ vui thì họ thấy tôi đối với người dễ vui đó, làm thiện bao nhiêu cũng thế là đủ là nhiều, mà làm ác bao nhiêu cũng thế là ít đó. Cho nên ở đây các vị có thể ghi cái câu đó, ghi câu này, đó là đối với cái người mà dễ vui đó thì làm ác bao nhiêu cũng thế là ít, làm thiện bao nhiêu cũng thế là nhiều. Đó là dấu hiệu của người dễ vui. Còn cái người mà tinh tấn đó, thì ác bao nhiêu họ cũng thấy là nhiều, mà thiện bao nhiêu họ cũng thấy là ít, và luôn luôn sợ rằng không còn kịp nữa, luôn luôn ở trong tâm trạng là sợ không còn kịp nữa. Đối với họ luân hồi nó quá lâu rồi, cho nên bây giờ khi mà biết được Phật pháp là họ phải tận dụng trước khi mà lìa bỏ cái thân này, trước khi mà cái cơ hội biết Phật pháp nó không còn nữa. Đúng, theo trong kinh đó thì Phật pháp nó còn tồn tại cũng phải là ít nhất 2.000 năm nữa nha, nhưng mà nói cho vui vậy thôi, chứ 2.000 năm nó cho ai chứ đâu phải cho mình. Mình có chắc mình được mang tên người hay không? Giống như mấy người mà nghiện bóng đá, họ nghe nói có cái World Cup ở Hòa Lan, ở Anh, ở Brazil, nghe thì ham vậy chứ còn cũng ngồi ở nhà coi tivi thôi, chứ có bao nhiêu người mà có điều kiện trên thế giới này, 7 tỷ người nha, 7 tỷ người, mà có bao nhiêu người có điều kiện để mà đặt chân vào trong cái cầu trường của Brazil mình ngồi coi mình đá trực tiếp, chỉ nghe cho vui vậy thôi, biết ở có vậy thôi.
Thì đây cũng vậy, cái chuyện mình nói rằng Phật pháp mà còn lại 2.000 năm là còn cho ai, mình có chắc là cho mình hay không? Hả? Mình hết hơi rồi mình đi về đâu trời biết nghe. Cho nên sống trong tâm trạng đó, đó thì cái vị tỳ kheo tu tập như là lửa cháy trên đầu vậy đó. Giống như cái gươm mình đã kề bên hông rồi. Và trong kinh kia là kề mình gia thì sẽ còn, mình trong Việt Nam mình có cái câu là kiếm kề hông, dao kề hông là vậy đó. Với người dễ vui thì làm ác bao nhiêu cũng là ít, mà làm thiện bao nhiêu cũng biết là nhiều. Mà với cái người tinh tấn ha, thì làm thiện bao nhiêu cũng là ít, mà làm ác bao nhiêu đi nữa cũng là nhiều. Mà cái người này không biết họ nghĩ thì sao mà có một câu này họ viết đi viết lại 2-3 lần là sao tôi không hiểu. Quẩn thiệt. Ok chỉ vậy thôi. Rồi có một chuyện nữa, cái bài bất cứ bài kinh nào chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ hết trang. Với bài kinh này tôi đã nói rồi, bà con liếc qua các bà con thấy rồi, liếc qua thấy rồi không cần phải giải thích, nhưng mình muốn khép lại mà vẫn còn thiếu tiếc, đó là lửa cháy trên đầu ở đây nó còn nhiều cái ý nữa. Đó là thứ nhất là sợ rằng không còn kịp nữa, không biết mình sống được bao lâu. Rồi thêm là bất thiện là đã quá nhiều kiếp, bây giờ chỉ có kiếp này mới là tôi có cái duyên tu từ thiền quán thôi, mà cái kiếp này cũng sắp hết rồi nhưng mà chưa có hết đâu. Cái này mới ghê là ở trong các cái thiền tuệ nó có cái tuệ gọi là cái tuệ kinh hải đó, cái tuệ bụ, cái tuệ kinh quý đó, cái tuệ sa hải đó, gọi là phai anh nha nữa. Gọi là cái tuệ sợ hãi, có nghĩa là lúc đó hành giả đó thấy được một cái chuyện mà từ nhỏ tới lớn mình chưa từng cảm nghiệm, chưa từng trải qua. Là sao hành giả thấy rằng cái danh sắc của mình nó sanh diệt nó quá nhanh đi, nó quá sức nhanh đi. Thấy cái thí dụ như đang theo dõi hơi thở thì bị thì thấy nó chỉ cần mà nó có ra mà nó không có vô là chết hơi thở, đời sống mình nó chỉ là hơi thở thôi. Và vị này thấy rằng cái sát na đất sát na sao nó cũng sinh diệt nó quá nhanh đi. Cái giây phút mà mình buồn vui thiện ác nó chuyển đổi với một cái tốc độ chóng mặt, và vị này mới thấy rằng thì ra cái gọi là kiếp người, cái gọi là đời sống nó chỉ là một cái sự ghép nối của những cái giây phút hiện hữu cực kỳ chóng vánh ngắn ngủi và chớp nhoáng. Vì đó thấy rằng cái chết nó xảy ra cho mình trong từng nháy mắt. Vì đó thấy rằng không hề có sự khác biệt nào giữa một cái người đang hấp hối và cái người đang khỏe mạnh thôi. Bởi vì đối với người hấp hối và người khỏe mạnh đó, thì cái danh sắc của cả hai nó đều có điểm giống nhau là nó đang sanh diệt chớp nhoáng. Có mắt, có rồi mắt, có rồi mắt. Nó giống như y chang vậy đó. Họ thấy rằng giữa họ với người hấp hối nó không khác nhau gì hết. Còn mình nó mình không có tu á, mình thấy rằng mình mới có 20 mình phải khác cái thằng cha 40 chứ hả, thằng cha 40 cho mới khác thằng cha 60, mình cha 60 cho mới khác thằng cha 80 chứ. Mình dễ vui mình thấy nó có khác, nhưng mà nếu mình tinh tấn thì mình thấy rằng một đứa bé đó mà 2 tuổi với thanh niên 20 tuổi 30 tuổi, mỗi người trung niên 40 tuổi, một ông cụ 60 80 tuổi nó y chang nhau. Các vị học anh thì làm chắc có biết cái này nó y chang chỗ nào, có nghĩa là cái tốc độ sanh diệt của danh sắc nó tương đương nhau, có rồi mất, có rồi mất, nó liên tục như vậy, cho nên họ mới luôn luôn tu tập trong cái cảm giác là lửa nó đang cháy trên đầu của họ là vậy đó. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Supram á, kinh Supram á. Cho tôi xin bài kinh Supram á. Bài kinh này thì nó cũng có một cái chuyện cũng hơi lạ lạ thế này, là cái ông này nè, cái ông thiên tử Suprama này nè, ông dắt 1.000 cô hả, ông dắt 1.000 cô đi chơi, đi hái hoa. Thì trong kinh mới nói thế này, trong chú giải nói thế này, chư thiên họ có thần thông, họ đâu cần phải leo trèo chi, họ thấy họ thấy cái hoa họ muốn cái là có cái hoa tinh tự nó rớt trên người của họ, trên tay họ, thậm chí không có hoa mà họ chỉ muốn thôi nó cũng xuất hiện, chuyện thiên mà. Nhưng mà tại sao mà có cái chuyện này, là tại trên trời nó có cái cây,
cái cây này nó là coi như là một lần nó đổ hoa, chư thiên vui lắm, thích lắm. Và cái cảm giác mình được ở trên cây mà hái đó, nó vui hơn là cái đứng dưới mà dùng thần thông ước nguyện nha. Giống như ở Việt Nam mình có những cái món ăn mà mình không thể nào dọn lên trên bàn, có nến, có nhạc, rồi có chén kiểu, rồi dao kéo nó mới ngon. Mà có những cái món ăn ấy, là anh phải ngồi ngoài vườn ấy, anh trải cái chiếu, rồi có chén muối ớt, rồi ăn là nghe gió đồng nó thổi riu 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 vậy, nghe nước nó chảy, nghe tiếng chim nó kêu, lá rụng thì nó mới ngon. Hưởng dục nó phải như vậy đó. Cái dục lạc có nhiều khi nó chứ không giống như thiền lạc nữa. Thiền lạc người ta chỉ an trú được cái đề mục là xong. Còn cái anh mà dục lạc á, thì anh tùm lum tà la vậy đó. Có lúc anh cũng cái cảnh dục đó mà phải hưởng trong cái hoàn cảnh nào, trong cái bối cảnh nào nó mới đã, nó mới phê. Thì ở đây tôi chú giải mà giải thích thế này là họ có thần thông nhưng mà họ vẫn muốn cái cảm giác mà rút khăn Avalokiteshvara là leo lên cây cho nó đã. Thì ông mới dắt 1.000 cô đi tới cái cây mà nó đang cái mùa ra hoa đấy. Ông mới cho 500 cô trên hái rồi liền xuống 500 cô đi lụm. Mà sao ông cứ ngồi dưới chơi với 500 cô này sao không thấy hoa nó rớt xuống? Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Trời, sao? Ông dắt năm ông cho 500 cô lên trên hái hoa liền xuống, rồi ổng thì ông đang vui vui vẻ với 500 cô dưới, sao ông chờ ông thấy hoa, ông mới nhìn lên trên thì ông thấy mất tiêu, ông không thấy anh ai trên hết. Chư thiên mà chư thiên thì họ chết đó, họ không có để lại xác như mình, họ chỉ giống như một làn khói nó tan ra vậy đó. Thì ông mới liếc là ông thấy 500 cô này mất, ông mới suy nghĩ họ đi đâu hà. Thì ngay lúc đó ông biết liền là 500 cô đó cái tuổi thọ vừa mãn, là hồi nãy mấy cổ vừa leo lên cây là tuổi thọ nó mãn luôn, nó mãn là nó hết, cho nên mấy cổ đi sạch sẽ, chết hết, chết cùng một lúc. Nó không giống như cõi người, ở cõi cõi trên khi mà cái tuổi thọ mà nó bằng nhau đó, mà hai người này đi đó là coi như anh chàng kế bên cũng sớm muộn cũng đi luôn. Chứ còn ở cõi người mình không chắc, ở cõi người mình đó là cái 40 tuổi có thể chết mà 80 tuổi chưa chịu chết, có ở cõi người vậy nó bình thường lắm. Mà chính vì vậy cho nên mình đi đám ma đó mình đâu có ngán, mà đám ma mình thấy dài cái bằng tuổi mình, cái mình nghĩ cũng còn lâu lắm mới tới mình là như vậy đó. Chứ là chư thiên cũng có, trên chư thiên có cái vụ đó, trên chư thiên mà tuổi mình nó xem nhau đó, mà thấy người ta đi là mình đem lạnh sống rồi. Thì cái vị thiên tử này nè, ổng thấy là 500 cô kia mất tiêu mà ổng hỏi bây giờ đi đâu hè, thì ổng thấy họ chết sạch hết rồi mà đều đi địa ngục hết, thì họ làm sao mà không đi được. Mấy chục triệu năm trên đó là ăn rồi, là chỉ có biết hái hoa, bắt bướm, ca hát, trỉnh giỡn, vui đùa, chớ hề có một cái giây phút thiện tâm nào hết nha, chớ hề có. Mà các vị tưởng tượng, tôi đọc cái này tôi tin liền nha, các vị tưởng tượng suốt ngày cơ thể nó nhẹ nhàng thoải mái, không đói không bệnh không nặng nề, di chuyển thì coi như bằng tốc độ ánh sáng, muốn có mặt ở đâu lập tức có mặt ở đó, rồi rảnh rảnh thì coi như là để bồng bềnh trôi dạt trong vũ trụ, nhìn những cái bầu trời đầy sao đêm, cơ thể thì không bị ràng buộc bởi trọng lượng và tốc độ, không bị một cái rào cản của sức hút trái đất, của một cái lực hút, một lực cản vật lý nào hết. Trời đất ơi, sống như nó đã mà sống mấy chục triệu năm như vậy mà chung quanh là phải nói là toàn là những cái hình ảnh mà phải nói là ngẩn ngơ, ngọc vàng kim cương, người đẹp, nhà đẹp, vườn hoa cây cối giống dại gì cũng đẹp, mà sống mấy chục triệu năm như vậy làm sao mà tu hành gì nổi. Tôi nói hoài cái việc tưởng tượng trong rung của mình nè, chư tăng thì chắc mình không dám nói, nói cư sĩ nha, trong rung mình nè, một tháng mà các vị kiếm được 10.000 đô la thì tôi đố các vị, chứ các vị có vô đây nghe giảng không? Nói như vậy không có nghĩa là các vị vô đây nghe giảng để được cái gì, không phải, nhưng mà ít ra đó các vị còn quẩn, còn muốn kinh rằng cái rằng mà nghe thử một tháng mà các vị kiếm được 10.000 đô la đó, có nghĩa là bây giờ các vị đang là tất bật ngược xuôi nha. Đó là thứ nhất. Thứ hai,
có 10.000 đô la đó thì coi như đi du lịch cho nó đã, để bắt cái chứng gì mà ngồi mà nghe mấy cái lải nhải lảm nhảm này. Mà mai có 10.000 đô la một tháng thôi, mà 10.000 đô la nó đâu phải là một con số kinh hoàng nhé, bởi vì 10.000 đô la một tháng có nghĩa là 100, quý vị có một năm có 120 thôi. Mà so ra trên thế giới này là thế giới Âu Mỹ nè, mà cái em mà một năm mà kiếm được 120 thì em nó cũng chưa có phải là ghê gớm nha, chưa có ghê gớm. Tháng này có 10.000, đúng rồi, tháng 10.000 thì năm có 120 à, năm có 120, mà 120 thì so ra thì trong cái thế giới này, trong thế giới người giàu 120 chẳng là cái gì hết đó. Bạn tháng mà có 10.000 đó là coi như là tôi hứa với các vị đó là phải biến mất khỏi quỹ đạo Phật pháp, hứa luôn, hứa luôn. Mà bản thân tôi đó, tôi nói thiệt, tôi bây giờ mà một tháng mà tôi có 5.000 là có cái lớp này coi như dẹp. Tôi đi đâu hả? Tôi đi về Miến Điện. Miến Điện nó có nhiều cái chỗ để mà tôi đi lắm, tôi không phải đi tu thiền đâu, tôi đi tôi dò chỗ, tôi vào cái chỗ nào nó đã hết mà mốt về già tôi sống. Việt Nam Miến Điện nó có cái sướng thế này, muốn gặp thiền sư là gặp liền, muốn gặp pháp sư Tam Tạng là gặp liền, muốn về thăm Việt Nam là về được liền, bệnh hoạn là làm một cái vé bay từ Yangon hoặc là Mandalay về Singapore trong vòng có 3 giây, 3 nốt nhạc là đã tới Singapore rồi. Chỉ còn nếu mà người đó có quốc tịch Mỹ, quốc tịch châu Âu thì chỉ có thêm 6 nốt nhạc là về tới châu Âu, về tới Mỹ thôi, đâu có ngán nha. À, mà trong khi đó là về đời sống tinh thần ấy thì ngay cái Miến Điện, mà nói về cái điều kiện sinh hoạt thì Miến Điện bây giờ quý vị mà có tiền rồi nó bị sống như ông tiên vậy đó. Nhân công nó rẻ như rác, thức ăn nhiệt đới, trái cây tuyệt vời, điều kiện khí hậu thì rất là gần gũi với mình. Ai mà sợ nóng thì về chết đi vô cách Yangon gôn chỉ 180 cây số, còn không nó đi về Memio cách Mandalay chỉ có 67 cây số, nó mát như Đà Lạt, nó đẹp như Sapa, thơ mộng như Bà Nà. À, chỉ cần có tiền thôi, tháng 5.000 là đời nào tôi ngồi tôi giảng thế này, tôi về Miến Điện tôi sống sướng thôi. Còn bây giờ tôi đang ở bên đây mấy ngày nay nè, sửa nóc mưa nó dột, các vị cứ tưởng tượng tôi đã rời Việt Nam 15 năm rồi mà cách đây mới có 4 ngày, 4 ngày các vị nhìn cái cảnh cái cách đây 4 ngày các vị nhìn tôi, các vị không có tưởng tượng được. 3 giờ sáng tay cầm cái đèn pin ngồi ở góc nhà buồn ngủ, ngủ ngủ gà ngủ gật, nước nó tuôn xuống 3 cái xô hứng không đủ, mà cứ ngồi chờ nó đầy xong là lấy cái nồi múc đem đổ vô trong toilet, rồi ngồi ngồi chờ tiếp tục, mà điện thì tắt, nhà trên núi không có Phật tử ở bên cạnh, mà mình là 3 giờ sáng làm sao dám kêu, kêu chúng nó chửi rồi mà tắt bếp. Cứ ngồi nó cầm cái đèn pin mình chờ, chờ nó đầy thì múc, chưa bao giờ mà tôi tưởng tượng cảnh đó. Và mấy ngày sau mà người quen họ tới, họ nhìn cái nhà tan hoang sự nghiệp, họ nghe tôi kể họ mới nói là họ đã gần 50 tuổi mà họ không có tưởng tượng được ở một cái xứ sở văn minh và giàu có cực kỳ này lại có một cái kẻ đồng hương mà nó trải qua cái cảnh mà tang thương nhẫn lục 3 giờ sáng ngồi trầm hổm chứ không dám ngồi bạt nữa, nó ướt cái mông sao, cầm đèn pin mà ngồi mà chầu, nó đầy là lấy cái tình nồi múc, nó đầy là lấy cái nồi múc, trong nhà có bao nhiêu căn bàn là đều tận dụng và huy động toàn diện và triệt để đấy. Cho nên là sau khi mà ông nhìn thấy 500 cô này chết rồi là đi về địa ngục hết, là ông hết hồn rồi, thì ông mới nghĩ mình và 500 cô bên cạnh nào chừng nào đi thì ông thấy cũng sắp sửa rồi. Sắp sửa rồi, và sau khi đi rồi sẽ về đâu thì ông thấy là cũng về địa ngục chung một chảo với 500 cô kia. Các vị tưởng tượng đi, sắp đi rồi và cũng xuống nằm chung một chảo. Chỉ cần ông nhớ cái chuyện chung chảo là ông lạnh như giống rồi, hồi đó giờ chung giường chung chiếu chung nhà chung phòng chứ làm gì có chuyện chung chảo. Chỉ có người Phật tử mới biết là trên đời này nó còn có một cái loại chung nữa là chung chảo. Chung chảo có nghĩa là vô chảo nằm chung, ok, thì là ông lạnh nhân sống rồi, thì duyên ông mới cái người duy nhất mà ông nhớ từ lúc đó là ai? Là Đức Phật, vua trời Đức Thích cũng vậy. Vua trời Đức Thích khi mà ngài sắp mất á, thì ngài nhìn thấy những cái hiện tượng, những cái dấu hiệu như là cái hào quang mờ đi, rồi sao nữa, tràn hoa trên người bị héo đi, rồi sao nữa, nghe người có cảm giác giống như đổ mồ hôi, rồi sao nữa, nghe không có vui, chư thiên rất là vui,
Sấm rền trời rất là lúc nào cũng lăn 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 lăn, mà tự nhiên bữa nay nó không thèm lăn lăn nữa. Bữa nay hào quang nó mờ giống như nó hết pin vậy đó, mà tràn hoa trên người nó héo, mà người có cảm giác giống như nó đổ mồ hôi vậy. Thì tôi thích biết sắp sắp rồi, đèn nó cạn dầu rồi, mà không biết là chết rồi đi về đâu. Để thích lập tức xuống hầu Phật, nghe Phật giảng xong mà pháp, ông chứng tu Đà Hoàn và ông từ trần ngay trước mặt Đức Phật như một làn khói, và cũng tức tốc ngay chỗ đó ông sanh trở lại làm Đế Thích. Chỉ có Đức Phật và Đế Thích biết chuyện vừa xảy ra nhanh như vậy. Ông từ trần và ông sanh trở lại làm Đế Thích liền tức khắc. Thì ở đây cũng vậy, khi mà cái vị thiên tử này mà ông biết rằng ông sắp mất, sắp chết và sẽ đi xuống địa ngục đó, sợ lắm, ông mới xuống hầu Phật. À, từ đó nó mới lôi ra cái câu kệ mà bà con thấy ở đây. Đấy, thấy cái câu kệ thế này: tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động, điều mong ước không khởi, điều không mong lại khởi. Nếu có không sợ hãi, hãy nói điều con hỏi. Thì lúc đó Đức Phật thì mới trả lời, lúc đó Đức Phật thì mới trả lời. Đó, có nghe câu chuyện đó thì mới hiểu được tại sao ổng nói những câu đó. Đó là tâm này thường sợ hãi, rồi vậy đó, tức nghĩa là ổng nó bây giờ ổng đang lo dữ lắm. Mà nếu mà cứ nhìn bản tiếng Việt thì không có thấy, mà cái nếu mà mình đọc mình, chỗ này mình sửa lại một chút thì mình thấy rõ hơn. Là ông nói thế này, ông nói bây giờ con sợ quá, cái điều mà con muốn thì không có, mà cái điều mà con muốn lại có. Trong chú giải mình thích thế này là nấp panne xuống cái chê xuống, có nghĩa là trong 7 ngày nữa nó là ông sẽ bị đọa, bị khổ dữ lắm. Bị khổ dữ lắm. Cái điều con muốn là muốn tiếp tục sống nữa thì lại không được. Mà cái điều mà cái chết, cái đọa đó, là ông không muốn mà nó lại có cho ông. Thì ở đây đó, trong chú giải mới giải thích thế này, khi mà ông hỏi Đức Phật như vậy thì ngài nhìn cái duyên ông liền, nhìn cái duyên ông, ngài biết rằng bây giờ phải nói cái gì để giúp ông. Ngài biết ông hiểu đủ duyên chứng tu Đà Hoàn, mà ông chứng tu Đà Hoàn rồi đó thì coi như là ok, có gì xảy ra hết. Mà các vị biết khi tôi đọc cho chỗ này tôi nhớ Đức Phật, tôi nhớ bằng tất cả cái cảm xúc chân thành nhất của tôi. Tôi nghĩ nếu bây giờ đó mà mình có chuyện gì đó thì không biết gõ cửa ai. Cho nên nếu quý vị biết trong kinh nói khi mà ngày Niết Bàn, cái đêm cuối cùng, chư thiên mà về hầu ngài đó, cả 12 vô từng, mà trong kinh nói đó đông giống như là bột mà mình nén ở trong cái ống vậy đó, đông như vậy. Trong kinh nói đông giống như là bột mà nén trong ống vậy đó, nén ở trong hộp trong lon vậy đó. Một cái hạt bụi, một cái hạt bột phải nhỏ lắm, một cái bụi nó nhỏ, bột mà như bột mì, bột sắn mình thổi, mình để bàn tay mình thổi rồi để nó bay, cái veo liền, nó nhẹ như vậy, nó nhỏ như một móng hạt đó, nhỏ. Mà đêm mấy chư thiên về rất là đông, là vì chư thiên tự nghĩ cũng có, hoặc là nghe nói cho nhau nghe cũng có, rằng đêm nay là đêm cuối cùng, Đức Thế Tôn chánh đẳng giác không còn nữa. Ngài là cái người ai ngài cũng thương, điều gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có, ấy vậy mà đêm nay là đêm cuối cùng con người đó sẽ ra đi và không bao giờ trở về cho mình thấy nữa. Và kể từ bây giờ thì tất cả những cái rối rắm nhân gian, những cái điều nan giải nhất của đời mình sẽ không còn ai giúp nữa. Từ đấy về sau là tự sanh tự diệt, cha mất đi, mẹ mất đi thì mình còn có thể sống với đời, chứ Phật mất đi rồi thì không còn ai có thể thế ngài được nữa. Đó là lý do vì sao mà đêm đó thiên chúng về 12 do từng vua, trên dưới ngang dọc kín mít như và dày đặc như là bột mà nén ở trong ống sậy vậy. Đó là nguyên văn trong kinh nói. Kể từ đó là xong, Phật đi rồi là xong, mà ngài còn mình không thấy quý nha. Giống như hôm nay mà có chánh pháp mình coi thường, chứ thử thời một lúc nào đó mình sanh ra đời toàn là đạo cà chớn không, mình nghĩ sao?
toàn là đạo hồi, đạo ông tư và tám, nước lạnh nước sôi, đạo chìm đạo nổi, đạo ớt đạo cà, đạo khai môn, đạo khai y lan gì đó, không có chánh pháp, rồi bùa phép phù chú tầm bậy tầm bạ, ông tà ông táo, làm gì có cái giáo lý mà tam tướng rồi nghiệp báo ấy, duyên khởi cho mình học. Mù mù mịt mịt không biết mình ở đâu tới, sẽ về đâu và phải làm gì không biết, chỉ biết là nhìn những đám tang đi ngang trước nhà mà lạnh xương sống, biết rồi mai này cũng tới phiên mình, mà thật ra biết từ đâu mình tới đây rồi, mình làm cái gì trong cuộc đời vô nghĩa này. Hôm nay ăn là đi làm rồi ăn hết trời, làm là ăn, ăn là đi làm là về sống, sống để đi làm cày như con trâu, rồi đến một ngày không làm được nữa, may mắn còn được chút tiền hưởng bằng tiền hưu hoặc là tiền bảo hiểm còn đỡ, còn những cái xứ sở mà trời ơi đất hỡi mua bảo hiểm xong coi như là cúng cô hồn luôn. Chứ ai Việt Nam mà bảo hiểm y tế tôi cũng chẳng biết là xài được hay không, đồng tiền mất giá liên tục, tháng trước 1 triệu tháng sau 1 triệu, mua không được món đồ của tháng trước. Một xứ sở mà anh bấp bênh đủ tứ bề như vậy, thân thể bệnh hoạn, thức ăn thì nguy hiểm, pháp luật rồi kinh tế rồi điều đạo đức xã hội, mọi thứ bấp bênh vô định, và đối với một người học Phật, một người tu Phật thì cái sự bấp bênh đó nó càng được thấy rõ qua mọi nơi chốn và thời điểm. Cho nên cũng sợ nên hỏi Đức Phật, thì Đức Phật thì quan sát thì thấy ngài mới nói là buông hết đi, sắp và sắc ca thì có nghĩa là chỉ đạt đến ngoài cảnh giới niết bàn, có nghĩa là lìa bỏ tất cả đó bằng cách là chứng chứng ngộ niết bàn. Nan nhất ra bốt cha ta sa, có nghĩa là sự tu tập các giác chi, cái câu trả lời của ngài đó, không ngoài hạnh giác chi, không ngoài hộ trì căn, có nghĩa là không có một cái pháp môn nào mà ngoài ra thân giác chi. Tại sao như vậy? Là vì ngay lúc này tôi đã nói 1.500.000 lần, có nghĩa là có lúc Đức Thế Tôn pháp tu người nói có hai thôi, có nghĩa là chỉ về quán, có lúc thì nói có một thôi, là không dễ vui aptama đó, một chữ thôi không dễ vui là sao, tức là không dễ ngươi á. Tôi lấy làm lạ là không biết cái chữ dễ vui nó có từ đâu, nhưng mà tôi thấy chỉ có trong kinh điển Nam Tông Việt Nam thôi, chứ sách vở ngoài đời tôi chưa bao giờ thấy cái chữ dễ vui. Mà tôi theo tôi biết thì chữ đó nó đi ra từ cái chữ dễ ngươi, dễ ngươi thì ở ngoài đời có, dễ ngươi có nghĩa là mình khinh lờn, mình không có thao thức, không có trăn trở, không có lưu tâm, không có quan tâm, không có để ý, kệ nó, mình thích thì sao làm vậy, gọi là dễ ngươi. Thì có những chỗ pháp tu này chỉ nói chỉ là không dễ ngươi thôi, không dễ ngươi đây có nghĩa là luôn luôn biết cái gì thiện, biết cái gì ác, thiện thì làm sao mà ác làm sao, thiện thì nên tu, mà ác nên trừ, biết rõ, gọi là không dễ dễ ngươi. Có lúc người nói pháp tu người nói có hai, đó là chỉ về quán, có lúc người nói có ba là giới định tuệ, còn có lúc người nói có bốn, có nghĩa là sao, có nghĩa là chứng là tri khổ đoạn tập, chứng diệt và hành hành đạo, đó cũng là pháp tu của mình đó, bốn. Rồi năm là năm quyền tính tấn định tuệ, còn sáu là thu thúc sáu căn, còn bảy là thất giác chi, tám là tu tập bát chánh đạo. Nhưng mà trong trường hợp này cái ông này nè, nhìn cái duyên của ông này nè, cái căn cơ của ông này nè, mà nhắc đến thất giác chi thì ông thấm thiết nhất này, người chọn số 7 chọn, người thấy không, người nói là không có cái gì nó ngoài cái giác chi. Cái thứ hai người nói nữa đó là cái giác chi ở đây nó được thể hiện, tu tập thức giác chi nó được thể hiện qua cái gì, qua cái thu thúc sáu cái căn môn. Bởi vì nói cho đúng ra đó thì cái con đường sanh tử và con đường giải thoát mình nói cỡ nào cũng được hết, chẳng hạn như mình nói sanh tử là từ sáu căn không có sai, mà có con đường giải thoát mà nói là từ sáu căn cũng không có sai, có nghĩa là bao giờ mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm mà không có bất mãn, không có đam mê, vậy là khá rồi. Mà luân hồi là chỉ vì lúc thì thích, lúc thì ghét, lúc thì ghét, lúc thì thích, lúc thì thích, lúc thì ghét. Cứ là lúc thì thích cái này, lúc thì ghét cái kia. Chính cái tham và ưu này nó làm cho mình trầm luân. Chính hai cái này nó làm cho mình bị khổ. Chính vì cái tham nó mới đưa mình đi sanh tử. Mà chính cái ưu nó mới làm cho mình bị bất mãn. Cho nên ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Phật có dạy là ở đây vị tỷ kheo tinh tấn, vì tiếp theo sống quán thân tinh thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp pháp, tinh tấn chánh niệm diệt trừ tham ưu ở đời, là vậy đó.
Aficha đô mà nó sằng tham mưu, hồi xưa tôi không có thấm nữa. Tại sao thường nào nhắc có hai mà đúng rồi, tôi về tôi già tôi mới thấy thấm. Nói nhiều đủ rồi, tức là vì có tham mình mới có tái sanh chỗ này chỗ kia, và vì có ưu cho nên mình mới bất mãn cái này cái kia. Mà chính vì mà cái bất mãn đây là một tên gọi khác của khổ. Tham là nguyên nhân sanh khổ và ưu đó chính là sự khổ. Chính hai cái này nếu mà nói nôm na nó là như vậy đó, chính vì hai cái này nè nó làm nên cái diện mạo, cái dung nhan tàn tạ, cái nhan sắc lầm than của cuộc luân hồi. Cho nên ở đây là thu thu một căn cũng là pháp tu. Và cuối cùng á, cái đấy không có cái hạnh tu nào mà nó ngoài được năm giác chi, không có hạnh tu nào mà nó ngoài được cái sự hộ trì các căn, và không có một cái điểm tựa nào cho chúng sinh ngoại trừ ra cái sự lìa bỏ tất cả. Ngay chỗ này phải nói cái câu này là sắp là nó sắc ra cái câu này nè, theo tôi đó. Nó chính là cái chỗ dựa của cái ông này. Bởi vì trong kinh đó, trong chỗ này đó, thì nó làm cho liên tưởng đến một bài kinh của ông Mahayana đó, là một vị một ông hoàng thích tộc bà con với Đức Phật. Có một lần nữa ông đến ông hầu Phật, ông là người có công với Phật giáo, ở chỗ là ông hỏi những cái câu hỏi mà quan trọng về vấn đề hộ niệm, nó rất là hay. Mà tôi thấy tôi vừa ngạc nhiên mà vừa ngậm ngùi cho mấy chục triệu Phật tử Việt Nam không có được đọc mấy bài kinh này. Mặc dù mấy kinh này đã được dịch từ lâu, đã in từ lâu, nhưng mà vì mình sợ kinh nó cắn ấy. Người Việt Nam mình có cái miếng lỗi sợ lạ lắm, sợ sách cắn cho nên không dám coi kinh, sợ kinh cắn. Thì ông có hỏi một lần ông đến hỏi Đức Phật, nó bạch cho tôi trên đường tôi đi đến đây nè, có một con voi nó bị xúc chuồng. Con voi nó bị xúc chuồng mà nó chạy càng, nó chạy bừa trong trong chỗ đông người như vậy đó, làm con cũng sợ, con kiếm chỗ con núp chứ không thôi nó chà chết vô mà nó dày thì còn gì của. Bạch Thế Tôn lúc đó còn có suy nghĩ thế này, con nghĩ trời ơi, nếu bây giờ mà mình chết trong cái sự sợ hãi như vậy nè thì mình sẽ đi về đâu đó. Đấy, bài kinh này nó hay như vậy đó, mà chỉ vì sợ kinh cắn thôi mà Phật tử Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung không bao giờ dám đụng tới để mà coi. La như vậy mình bị cái lời nguyền của chim thành là chân lạc, từ tôn giáo đến chính trị bao giờ đi nữa, cái gì hay là mình né hết, cái gì rác người ta mà rước về. Thì mới hỏi Đức Phật, Bạch Thế Tôn hồi nãy con nghĩ như vậy, nếu mà con ra đi trong cái sự hoảng loạn như vậy con đi về đâu? Thì Đức Phật dạy rằng này Mahānāma, đừng có sợ hãi, chớ có sợ hãi. Với cái người mà lâu ngày thường xuyên tu tập, đấy, chỉ lâu ngày phải gạch dưới bằng mực đỏ nha, thường xuyên tu tập lâu ngày, nghĩa là suốt đời đó tu tập lâu lâu năm ấy, thì họ giống y chang như cái lu đựng dầu vậy đấy. Khi mà cái lu đựng dầu mà được chở qua sông, cái chết là được giống như một lần qua sông, hình ảnh quá đẹp đi, người dùng hình ảnh rất là thơ mộng. Cái chết nó là một lần qua sông, cái chết nó là con sông, người chết là một lần và đang qua sông. Thì người nói nếu mà một cái lu dầu mà nó bị vỡ trên sông thì những mảnh vụn nó sẽ chìm xuống đáy sông, nhưng dầu nó sẽ nổi trên nước. Cũng vậy, cái tấm thân vô thường này do tinh cha huyết mẹ tạo nên, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến đổi, mong manh phù du ngắn hạn, nhưng nếu mà nó có chuyện gì đi nữa thì cái tâm tu tập nó vẫn đi lên, giống như dầu nó cứ nổi nha, dầu nó cứ nổi. Mảnh những cái mảnh lu nó bằng đất thì nó sẽ chìm xuống đáy sông, nhưng dầu nó vẫn nổi phiêu. Cũng vậy, cái tấm thân này dầu nó có bị tan nát nhưng mà cái nội tâm tu thường xuyên tu tập nó sẽ bốc hơi. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói nước nó có ba dạng: thể lỏng, thể khí và thể đặc. Thể đặc là nước đá băng, còn thể khí là cái hơi, còn thể lỏng là nước trong cái dạng mà mình xài đó, mình rửa mặt mình uống. Thì hãy nước mà ở trong cái thể lỏng nó luôn luôn có khuynh hướng tìm chỗ thấp nó chảy xuống tìm về, có đúng không, có đúng vậy không? Nước ở thể lỏng luôn luôn tìm chỗ thấp để tìm về để đổ xuống, mà nước ở thể hơi để thể khí luôn luôn nó bốc lên cao. Đấy, cũng vậy, có những người họ sống với tâm bất thiện nhiều quá, cái tâm của họ nó giống y hệt như nước mà ở thể lỏng vậy đó, chết rồi nó kiếm cái chỗ nào thấp, nó thấp nhất nó chung xuống. Còn cái người mà thường xuyên tu tập á,
thì nó giống như là nước mà thủy khí như vậy, luôn luôn nó tìm dịp nó bốc lên, bốc hơi, mình đẩy mình chèn mình ép mình bích nó cỡ nào đó nữa, nó cũng phải nó xì ra, nó xì lên, nó xì lên trên, nó phải xì lên trên, nó phải hướng về trên thôi nha. Còn cái anh mà không, cái anh mà nước lợi, cái anh mà ở dạng nước mà ở dạng lỏng đó, thì nó cứ kiếm cái chỗ nào thấp là nó chung xuống đấy, sập dơ không cần biết đấy. Thì ở đây cái người mà có tu tập đó, thì cái Đức Phật cần dùng hình ảnh đó, là giống như nước, giống như dầu đó. Cái thân này thí dụ như nói thì mình bây giờ mà máy bay nó có bị nổ, bị rớt giữa trời, xe nó mình bị máy bay, mà bị máy bay nổ, hoặc là bị xe 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 đó nó tông, hay là bị trúng đạn trúng bom gì đi nữa, những cái chết mà mình cho là kinh hoàng, là bất đắc kỳ tử, là không kịp cờ trở tay, nhưng mà thật ra đó là cái thiện nghiệp nó vẫn đưa mình đi. Đấy. Cái ác nghiệp nó vẫn kịp để đưa mình đi, chứ mình đừng đứng sợ rằng rồi lúc đó là tôi niệm không kịp, đúng lúc đó niệm sao kịp, thì lúc đó chỉ còn trông đợi vào vào các cái thứ nghiệp. Một là bình thường lúc mình đời sống bình thường mình có tạo trọng nghiệp thiện hay không, trọng nghiệp thiện nghĩa là những cái thiện nghiệp mà đáng kể, những cái thiện nghiệp mà quan trọng đó, những cái thiện nghiệp mà có ấn tượng sâu sắc trong lòng của mình ấy, trọng nghiệp. Mà nếu trọng nghiệp không có thì có thường nghiệp, tức là những cái việc thiện mà mình làm la ra la ra, làm hoài, làm điều điều đó. Mà nếu mà không có trọng nghiệp, không có thiện nghiệp thì không có trọng nghiệp thường nghiệp, thì nó có cái cận tử nghiệp, có nghĩa là trước khi mình đi ấy, mình có kịp niệm Phật, hoặc có kịp tạo một cái phước báo gì hay không. Mà nếu không có luôn thì lúc đó mình còn trông cậy vào cái gì, rồi cái khinh thiểu nghiệp, là những cái nghiệp mà lai rai mà vặt vãnh mà mình làm trong đời sống của mình. Đó là một cách nói. Cách nói thứ hai là trong vô số kiếp luân hồi của mình á, mình có tạo rất là nhiều cái loại nghiệp. Hiện nghiệp là cái nghiệp cho quả ngay đời này, sanh nghiệp, sanh báo nghiệp là cái nghiệp mà nó cho quả ngay cái đời thứ hai, còn cái hậu báo nghiệp là những cái nghiệp cho quả từ cái đời thứ ba trở đi cho đến vô tận, rồi cho đến bao giờ nó hết cái tác dụng thì thôi. Thì trong vòng luân hồi đó mình cái nghiệp nào, chứ còn mấy cái nghiệp mà hậu báo này là nó nhiều lắm. Cho nên nhiều khi mình cứ thấy người ta hấp hối là mình rước tăng ni về tụng kinh, chứ mình có bao giờ chịu hiểu rằng đó, cái người này trong cái thời bình sinh đó, đã tu hành ra làm sao. Đấy, là một. Thứ hai là trong vô số kiếp luân hồi nó cái nghiệp lành nghiệp ác của người này nó 1 tỷ nha. Cho nên mình không biết bây giờ họ cái nào nó đến nó dắt họ đi, mình không biết. Nhưng mà cứ nỗ lực đi, Đức Phật ngày khuyên cứ nỗ lực làm lành. Cái công lớn của cái ông Mahanama này là chỗ đó. Cái công thứ hai là gì, là có một lần nó cũng đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, trong trường hợp một người thân của con mà sắp ra đi thì con phải có cái thể làm được gì cho họ. Nói thì mê tín dị đoan của mình là hộ niệm, thì con phải hộ niệm ra làm sao. Đấy. Đức Phật dạy thế này nè Mahanama á, khi mà có một người thân, các vị còn còn nghe không? Sao cái bài kinh nãy đó, là tại vì tôi lỡ nhắc tới Mahanama thì tôi nhắc một hơi mấy bài. Thật ra cái bài này, bài mà tôi đang sắp nói đây nè, cái bài này nó mới nhầm vô cái bài kinh mà Sutrama này nè. Thì Đức Phật ông hỏi gì chứ: Bạch Thế Tôn, con phải hộ niệm sao cho cái người sắp đi? Thì Đức Phật ngài dạy thế này: hãy nói với họ thế này, hãy thanh thản ra đi vì việc nhà đã có chúng tôi lo, và hãy tác ý đến cõi cõi tứ thiên vương, trên đó họ sống an lạc hơn mình nhiều lắm. Lìa bỏ thân người giống như bỏ cái chén bằng đất để lấy cái chén bằng vàng, và sau khi đã tác ý đến cõi tứ thiên vương, hãy tác ý đến cõi Đau Lợi nha. Cõi Đau Lợi nó còn hơn cõi tứ thiên vương biết bao nhiêu lần về mọi mặt. Và mình nhắc ví dụ như đó là ông bố của mình đi: thưa bố, bố hãy nghĩ đến cõi tứ thiên vương, rồi xong đó bố hãy nghĩ đến cõi Đau Lợi, bố hãy nghĩ đến cái cõi Dạ Ma Đấu Sức, bố hãy nghĩ đến cõi Hoa Lạc Thiên, bố hãy nghĩ đến cõi Tha Hóa Tự Tại. Đúng rồi đó, đúng, cho đó là sống thứ 9 tỷ năm rồi, đúng. Nhưng mà chưa đâu bố, bố hãy nghĩ đến cõi Phạm Thiên, ở đó không còn, tạm thời không còn là dục ái và sân, tạm thời thôi nha. Nên đó, nhưng mà bố hãy nghĩ thêm đó chứ, cái sự chấm dứt hoàn toàn mọi cái tái sanh nó mới là đỉnh. Thì từng bước như vậy, dĩ nhiên đây là nguyên văn bài kinh, mà trong thực tế đó
là mình áp dụng đúng 100% bài kinh này thì người thân mình chắc chắn quá, bởi vì có người Việt Nam mà nghe nói là hệ tác ý đến cõi này cõi kia thì chắc không có rồi, mình dốt đặt gắn cuốn mà kinh Phật chắc chưa đầy cái lá me mà làm sao mà hiểu cái này. Nhưng mà cái ý bài kinh này là gì? Ý bài kinh này Đức Phật là dạy rằng hãy khuyên người thân coi nhẹ cái cõi người, tác ý đến cái cảnh giới cao hơn, và hãy tâm niệm rằng những cái công đức nào, cái phước lành nào, những đức tánh nào mà của chư thiên có thì mình cũng có. Đó là cách niệm thiên á. Niệm thiên là niệm như vậy, chứ không phải là niệm thiên là niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, Diêu Trì Dương Mẫu thì Lâm Sanh Sương Nương, không phải cái đó, không phải. Mà mình cứ là niệm chư thiên, là niệm như vậy, tức là những cái đức tánh nào, những niệm pháp nào của chư thiên có thì tôi cũng có. Rồi bắt đầu mình mới nghĩ thân người đó nó nặng nề, nó ngắn ngủi, nghĩ lên chút nữa từ từ, và cuối cùng rồi thì giàu sanh về cõi nào đi nữa vẫn không bằng cái sự lìa bỏ danh sắc. Tôi đã nói 1.000 lần rằng tôi không muốn chết trong cái sự sợ hãi hay tiếc nuối, mà tôi muốn chết trong cái sự nhàm chán. Đúng, tôi không ngờ là cái suy nghĩ đó là rất là giống cái bài kinh này, rất là giống. Tức là mình tu tập sao, nếu mình thành thánh là số 1 rồi, thành thánh thì nói gì nữa. Nhưng mình nếu mà không thành thánh thì ráng làm sao, mà nếu mình là ông sư mình thiệt là nhiều chùa miếu đệ tử ha, hoặc là ngoài đời mình thiệt là nhiều tài sản, thì làm sao mà khi mình sắp mất ấy, mình không còn thấy tiếc nuối những cái mình có, không có cảm thấy sợ hãi với cái đoạn đường trước mặt. Mà chứ còn nếu mà mình ra đi mà bằng cái sự tiếc nuối với cái đã có, đang có, và sợ hãi với cái sẽ có thì khó lắm. Đối với cái quá khứ thì mình tiếc nuối, còn đối với cái chuyện sẽ xảy đến thì mình sợ hãi, không có nữa. Mà cái quan trọng nhất là ra đi bằng cái sự nhàm chán, có nghĩa là thấy nó bây giờ nó dơ bẩn quá, nó đau nhức quá, nó nặng nề quá, bây giờ làm sao mà lìa bỏ. Cái sự lìa bỏ nó chỉ là cái tốt thôi. Và với cái sự tu tập của mình, với công đức của mình, thì cái chỗ đến của mình không có tệ đâu, ra đi bằng tâm trạng nó dễ đi hơn. Chứ còn mà đi bằng cái sự tiếc nuối, bằng cái sự sợ hãi thì trước sau cũng phải đi thôi, nhưng mà đi vậy thì nó dĩ nhiên nó không có vui vẻ gì rồi, nó không có vui vẻ gì đâu. Cho nên ở đây ngày mới xài cái chữ sắp và nước ra là sự lìa bỏ tất cả. Đã, bài kinh này là chỗ đó, có nghĩa là hộ niệm mà hộ như vậy đó, cứ nhắc chuyện nhà là có chúng tôi nè, ông lo cũng được gì đâu. Nhưng ông hãy nhớ lìa bỏ thân người nó giống như là lìa bỏ cái chén bằng đất vậy đó, không có gì tiếc. Và người ông nhớ là ngày xưa ông đến cuộc đời này tay trắng, mà bây giờ ông ra đi cũng trắng tay, không có gì phải tiếc. Mua đã đời là muôn sự của chung. Ông từng làm chủ những món đồ từ tay người khác thì bây giờ đúng tới phiên ông đi ông để lại cho người ta chứ. Ông Tề Hoàn Công, ông dắt ông vua nước Tề đời đời đời, đời Xuân Thu, ông dắt một đám cẩn thận lên núi chơi. Thì ông mới nhìn giang sơn cẩm tú, ông thấy thích quá, ông phe phẩy cây quạt, ông ngồi có tự nhiên bận khóc. Thì cẩn thận hết hồn, hỏi tâu bệ hạ, bệ hạ mắc cái gì, có hạ bị cái gì, mà có chuyện gì mình phải làm cho là bệ hạ phải khổ tâm đến mức phải khóc. Ông nói các khanh không thấy hay sao, trời đất ơi, giang sơn nó cẩm tú thế này, nó đẹp đẹp, núi non rồi nó xinh đẹp thế này, thơ mộng nó trữ tình thế này, mà nay mai thì trẫm không còn sống để mà trẫm nghe, trẫm hưởng nữa, mà trẫm phải ra đi. Mà thiệt, tôi đã từng có cảm giác đó. Tôi từng có những lúc tôi đi trên đất Thụy Sĩ mà tôi ngậm ngùi, tôi nói trời đất ơi, cái xứ sở như thế này nè, mà nếu mà mình lưu còn lưu tới thường xuyên được bao nhiêu năm nữa, rồi sẽ có một ngày mình ra đi, mảnh đất dễ thương này nè sẽ còn có lúc nó như thế nào mình không còn biết nữa. Và bây giờ cái dân nhập cư nó vô đây nó biết là bao nhiêu, nó chỉ vô nó phá thôi, làm không còn. Thì lúc bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ đó, tôi cũng tiếc. Tôi đang nói tới đâu rồi? Tôi đang nói tới đâu rồi? Tôi đang nói tới đâu rồi? Thì không, trước đó đang nói cái gì tôi quên rồi. Tôi đang nói cái gì tôi nói qua dân nhập cư vậy? Bây giờ các vị thấy em có tuổi rồi như vậy đó. Cho nên
Đó cũng là một cái chứng minh rất là hùng hồn, rất là sống động. Có bị thế không? Sẽ có một ngày mình không còn nắm trong tay mình những thứ mà mình có nữa, mà mình sẽ lìa bỏ mình đi. Ngày nào mình đến với đời này cũng là đồ mượn thôi, hồi mình đi cũng là đồ mượn. Thì các ông thiên tử này nè, trong lúc bọn hoảng loạn sợ hãi như vậy đó, thì nó chạy xuống Đức Phật. Thì Đức Phật ngày ngày có giảng cho nghe, đúng rồi, bây giờ như ngươi bây giờ chỉ có tứ kiểu thất giác chi, và như ngươi bây giờ chỉ có nhớ sống thu thúc các căn. Cái chỗ này rất là đúng với ổng. Bây giờ ổng từ đó giờ là sáu căn ổng coi như bỏ ngỏ, bỏ ngỏ luôn, sáu căn ổng bỏ ngỏ. Bây giờ ông phải dòm ngó lại một chút, và rốt ráo nhất vẫn không gì hơn là cái sự lìa bỏ mọi sự ở đời. Bởi vì còn có nắm níu thì còn có tiếc nuối và còn có sợ hãi. Một cái sự ra đi mà còn trong sự nắm níu sợ hãi thì là sự ra đi, nó làm sao nó ngọt nổi, nó đi đi cho ngọt chứ. Chỉ cái lời dạy ngắn gọn này, ông lập tức đắc quả tu đà quần, và các vị biết rồi, đắc tu đà quần còn gì nữa mà lo. Ông đắc tu đà quần xong là ông cuối ông đảnh lễ Thế Tôn, và ông lập tức biến mất trở về trời. Và dĩ nhiên bây giờ thì không còn hưởng nữa không còn hưởng nữa. Chứ còn mà lên tới tu đà quần thì hết rồi, có nghĩa là mang tiếng là còn dục ái. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm cái sân của vị tu đà quần, cái dục ái của vị tu đà quần hoàn toàn không giống với chúng ta nha. Chứ đừng có tưởng là vị đó còn là chắc giống mình, không phải. Họ không giống chúng ta, chính vì họ không giống cho nên họ không còn cái khả năng mà luân hồi của nhiều như mình nữa. Maximum của họ là 7 kiếp ở cõi dục thôi nha, họ không thể đi nhiều được nữa. Chứ mình đừng có nghe, mình nghe nói vị tu đà quần còn dục ái còn sân, mình tưởng khác giống mình, rồi mình còn coi kinh mình thấy ngày nay ngày còn khóc khi mà Đức Phật viên tịch, mình nghĩ rồi là giống mình. Rồi bà Quý Sa Kha cũng khóc khi cháu bà phải chết, mình nghĩ rồi là giống mình, nhưng mà không phải. Đừng có tưởng như vậy. Hôm qua tôi nhớ tôi có nói nước mắt của vị tu đà quần nó giống như là mưa Sài Gòn vậy đó, chợt đến chợt đi. Nước mắt của vị tu đà quần nó giống như giọt nước mà nhiễu lên cái chảo nóng. Nước mắt của vị tu đà quần nó giống như những trận mưa rào trên sa mạc, có rồi mất. Còn mình thì sao? Mình là lốc, mình là mưa dầm, mình là mưa miền Trung, mình là mưa xứ lạnh, mình là mưa xứ tuyết nha. Đã mưa rồi thì đừng hòng ngớt nha. À, còn họ thì không, họ có cho vui vậy thôi. Ok, bài kinh này cũng vừa kết thúc buổi giảng cái sao này, bên đây đã đúng 7 giờ sáng. Xin chào bà con và xin hẹn lại ngày thứ 7. Các vị có biết không, có rất là nhiều bữa mà tôi cứ tông tới buổi giảng, bởi vì tôi có nhiều chuyện tôi muốn nói. Mà có nhiều bữa đêm đó, tôi lo tôi đọc internet, tôi quên, tới lúc tôi liếc đồng hồ tôi thấy nó 1 giờ mấy sáng, tôi hết hồn. Nó trời đất tôi, tại sao mà mình phải có cái lớp giảng, trời ơi, thế này giờ thì nó ngủ đã biết được bao nhiêu. Hôm nay bữa nay đêm nay tôi đang ngủ thì xỉ, trời lạnh, nó đã không có tưởng tượng được mình sáng mà thức dậy. Nhưng mà nghĩ đó cũng là cái hy sinh. À, nó có cái chuyện này tôi muốn, tôi đang viết một cái thông báo mà tôi chưa có post trên Facebook. Nếu bà con còn nhín lại 3 phút, 3 nốt nhạc tôi sẽ thưa. Đó là trước năm 75, Việt Nam có Viện Đại học Vận hành, và Thượng tọa Tuệ Sĩ đã là người chủ trương một cái tờ chuyên sang hay là đặc sang, cái nào cũng đúng, mà tôi muốn gọi là chuyên sang Phật học thì đúng hơn. Cái tờ đó gọi là đặc sang tư tưởng, gồm những bài viết rất là giá trị, rất là tâm huyết, rất là trách nhiệm của những người thật sự là có chân tài chân tâm chân tình này. Và theo cái chỗ tôi được biết thì xưa nay trong lịch sử văn học văn hóa Việt Nam cận đại và cả hiện đại, thì theo cái nhận xét của tôi thì không có nhiều lắm, không có tới một bàn tay những cái tờ báo, những cái tờ chuyên gia mà có giá trị như vậy. Ngày xưa ta có cái tờ Nam Phong, tôi cho là giá trị, Nam Phong của ông Phạm Quỳnh ấy. Và sau đó thì có cái tờ đặc san tư tưởng vận hành. Rồi ở hải ngoại chúng ta biết rằng cái hội Pantheist Society của London ấy, họ có cái nguyên một cái bộ gọi là Journal, tức là cái tờ chuyên sang nghiên cứu Phật học.
được phát hành từ cái số đầu tiên là năm một, nếu tôi nhớ không lầm là 1901, cho đến tới bây giờ cái mỗi năm ra một số journal, và trong đó từng bài trong đó là phải nói là vàng ngọc không, vàng và ngọc, vàng không vàng thì là kim cương, mà không kim cương thì nó lọt qua vàng, giá trị cực kỳ. Và nói trở lại về cái tờ Duyên Sang Tư Tưởng Vạn Hạnh của Việt Nam, Đạo Vạn Hạnh ấy, từ sau cái lần đình bản năm 1974 đã trải qua 40 năm rồi, và Phật giáo Việt Nam chưa hề le lói lấp lánh một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng người Việt Nam sẽ có một cái tờ Duyên Sang có giá trị như vậy nghe. Bằng tất cả sự chân thành và tôn kính ghi gớm nhất hướng về đất mẹ Việt Nam, tôi vẫn phải nói rằng thì là cho đến hôm nay ở Việt Nam, ngoài cái tờ Giác Ngộ, ngoài cái tờ mà Văn Hóa Phật Giáo Phong Thủy gì đó, thì tôi chưa thấy có cái tờ báo nào mà tôi chú ý. Và phải nói bằng với tất cả sự tôn kính, đó là cả hai tờ này theo tôi nội dung không đáng để sưu tập. Sưu tập đây có nghĩa là gom đóng đóng thành cuốn lớn để lại làm của trong nhiều thế hệ sau, như là Tư Tưởng Vận Hạnh hay là tờ Nam Phong của cụ Phạm Huỳnh. Tôi nghĩ chưa chưa đến cái tầm đó. Cho nên hôm nay bằng cái chân tâm chân tình của một người phải nói là cuối đời rồi, sức khỏe tôi xuống ghê gớm lắm. Tôi nói cái này không phải là một lời quyên góp kêu gọi cho cái thằng người này nghe, mà tôi muốn nói là sức khỏe tôi đang xuống, có nghĩa là ngay lúc này tôi còn có thể đề xướng được cái gì thì tôi làm. Đó là tôi mong mỏi, mong mỏi bà con ở Đồng Râm làm ơn đấy, đọc trên internet tìm dùm những cái bài nào bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Congo mà về Phật học mà các vị thấy nó quan trọng, làm ơn chuyển sang tiếng Việt dùm, rồi thì đẩy lên trên một cái trang web mà quý vị muốn, đó là cái ấn bản điện tử. Riêng tôi 2 ngày, tức là ngày hôm qua và hôm nay, tôi đã liên lạc với một số người bút mà tôi tin cậy. Chúng tôi sẽ thực hiện một cái tờ chuyên sang, một cái tờ journal cho Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Có nghĩa là trong đó gồm những bài viết, chẳng hạn như là những bài viết mà tôi đã từng đề nghị ông Nông Đình Hùng, hình như trong room này có mặt thì phải. Để tôi coi phần cha đã có nè. Cha này cũng có cơn lắm. Trong đây cho tới đây chắc có tên là Thâm Mưu Mi Ca. Đúng rồi, cái ông này nè. Thâm Mưu Mi Ca. Đây. Đấy. Tức là những cái bài mà về, chẳng hạn như hôm đó là ai là người sẽ đi địa ngục, ví dụ như vậy. Rồi cái bài về thiền hơi thở, hoặc là tôi đề nghị ông dịch dùm một loạt những cái bài về A Tỳ Đàm, thì ai dịch thì người đó đứng tên nha, ai dịch thì người đó đứng tên chứ không có cái vụ mà bỏ trống như là một số trường hợp ở trong nước. Ai dịch thì người đó đứng tên, một phần là để người đó chịu trách nhiệm cái bản dịch của mình, chịu chịu trách nhiệm cái bài viết của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng tôi kể từ hôm nay, nếu mà nhận được cái phản hồi tích cực của quý vị thì tôi sẽ mỗi năm tối thiểu sẽ có 2 số journal, sẽ có 2 số, mỗi một số như vậy nó gồm khoảng, theo tôi thì khoảng 500 trang. Cái tờ Đặc Sang Tư Tưởng Vận Hạnh thì không có nhiều lắm đâu quý vị, nó khoảng chừng một tờ như vậy nó khoảng chừng maximum là 100 trang thôi. Nhưng mà riêng cái journal của tôi thì phải là 500 trang, bởi vì mình một năm mình in khoảng chừng chừng 1 cho tới 2 cuốn, bởi vì lý do thế này, tại sao phải in, là tôi đã thăm dò trong nước rồi, cái số người mà có thể đọc sách, đọc báo, xem kinh mà trên mấy cái tablet hay là trên như chẳng hạn như là iPad hay là Samsung ấy, không có nhiều. Mà cái số người mà còn đọc sách xem kinh mà trên bản giấy hiện còn rất là đông, đông hơn cả cái người mà xem sách xem kinh trên mấy cái tablet nữa. Cho nên rồi cái công đức của cái ông Dương Tiêu này đó là phải nói là vô lượng vô biên nha. Tôi phải nói tôi không có lý do gì tôi mua lòng ông, nhưng mà tôi phải nói nếu mà ông làm được cái chuyện này hoan hô. Ông, các vị có biết rằng cái tờ Nam Phong ấy đã được người ta chuyển nó sang DVD ấy, và cái họ, cái viện nghiên cứu Việt học của họ bán bao nhiêu, một 300 đô la một cái bộ đĩa của cái tờ Nam Phong tạp chí. Tôi cũng hơi khoái, tôi khoái, nhưng mà thấy 300 hơi đau bụng.
hơi đau bụng, nhưng mà phải nhìn nhận là tôi rất là muốn nghiêng mình cúi đầu trước cái tâm hồn của những cái kẻ nào mà đã nghĩ ra cái sáng kiến đó. Tức là họ đã chụp, họ đã scan toàn bộ nội dung của Nam Phong, họ mới đẩy Nam Phong và hình như có tiểu thuyết thứ bảy đó thì phải, họ mới đẩy hết lên trên cái DVD vô dạng đĩa đó, họ bán mấy trăm đô la, thì hơi ác, hơi cái giá nó hơi mắc thiệt, nhưng mà mình phải nhìn nhận ra thiện chí. Còn ở đây thì sao? Ở đây tôi muốn collect tất cả bài dịch, mà đặc biệt là tôi sẽ in những cái bài, những cái bản dịch nào do tôi đề nghị. Ví dụ như tôi lâu lâu tôi đọc một cái, chẳng hạn như hôm qua ông thầy Bình An Sơn của mình, ông có post lên trên một cái thư viện của ông Gombrich, một cái học giả người người học giả, một giáo sư người Anh ấy. Ừ. Cái trang đó, cái thư viện đó tôi thấy rất là giá trị, có những bài viết phải nói kinh hoàng lắm, rất là kinh hoàng. Và ở đây nếu bà con nào mà có biết cái bộ journal của Polytech Society, thì bà con sẽ thấy rất là dễ sợ, cái bộ đó rất là đáng nể, tức là toàn những cái tay, những cái ngòi bút cự phách. Thì thôi thì bây giờ học thuật của Phật giáo Việt Nam mình cứ cho là chưa tới lúc để viết, thì tại sao mình không dịch, tại sao mình không dịch nha? Cho nên bà con, tôi làm chuyện đó nó có tới 1001 lý do tôi phải viết ra thôi, tôi phải viết ra chứ không viết bà con quên. Lý do thứ một là giới thiệu những ngòi bút có tâm rồi có tài nhưng mà không có tiền. Đó là cái thứ nhất, giới thiệu những người bút có tâm có tài nhưng không có tiền. Cái thứ hai, mỗi lần phát hành số tiền kiếm được sẽ hỗ trợ cho những dịch giả này, những dịch giả có tài có tâm nhưng không có tiền. Đấy, báo trước sách bán bao nhiêu thì các vị sẽ nhận được báo bấy nhiêu, chứ đừng có hy vọng mong manh là chúng tôi sẽ gửi cho các vị 1 tháng 20.000 đô la thì chỉ có nước nghỉ đầu, không có cái đó đâu nha. Mà nếu có số đó thì giác quyền bỏ túi chứ ngu gì đưa cho các vị nha. Cho nên ở đây nói trước là sách bán được bao nhiêu thì bà con làm ơn, nó có một cái ở đây có thể cái người mà điều, tôi chỉ là người đề xướng và góp bài thôi nha. Còn cái người mà nắm tài chánh rồi đi lo giấy phép rồi đi gửi mấy nhà sách nè, rồi thu tiền về rồi mới cắt cho ông nào bao nhiêu thì chỉ nói tôi hoàn toàn không có trong đó nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó, tôi chỉ làm có hai việc thôi, một là đề xướng, hai là góp bài. Có nghĩa là ok, lâu lâu quẩn quẩn tôi gửi cho ông bà hai bài cho vui, chắc chắn là phải có rồi đó, mỗi số đều phải có bài của tôi chứ không lẽ thì tôi suối người ta làm rồi tôi trầm mờ tôi trốn rồi. Nhưng mà nó có nhiều cái lợi. Thứ nhất là giới thiệu những cái ngòi bút, thứ hai là hỗ trợ được phần nào cái tài chánh, tức là cái điều kiện sinh hoạt cho người ta, thứ ba những vị nào họ mà hợp tác với mình ấy, những cái cộng tác viên, nếu mà họ đang là nhà sư mà họ có hoàn tục thì họ vẫn cứ tiếp tục hợp tác cho mình và tiền bán sách vẫn được giao tới tay họ như thường, cái chuyện họ hoàn tục không thành vấn đề. Đấy, và chuyện thứ ba nữa đó là khi mà cái công việc này mà nó được đặt lên vai một tập thể thì nó sẽ bền hơn là một cá nhân. Cho nên tôi nghĩ cuối cùng thiện chí nào đi nữa thì vẫn phải là giao phó cho tập thể. Và tôi cứ nói hoài đó là nó có tới 1001 lý do để cho cái nhóm dịch thuật này được ra đời. Và khi mình làm tập thể nó có cái lợi thế này, là bản thân tôi không có quen biết ai, nhưng mà ông A ông B lập lại có quen biết, quen biết để gây quỹ, quen quen biết để chạy giấy phép, quen biết để vận chuyển, quen biết để gửi bán, vân vân và vân vân. Thì cái số đông nó phải là vậy nó mới mạnh. Và ở đây thì tôi chỉ làm cái việc đề xướng và gấp bài, cho nên tôi mong rằng sau cái thông báo nhỏ, đúng là tôi đã viết rồi, tôi viết một cái bài, tôi viết một cái bài rất là nặng, nhưng mà cuối cùng tôi xóa xóa và nặng. Chẳng hạn như tôi viết một cái này tôi tính đăng lên mà thôi, bây giờ tôi thông báo bị là tôi chẳng có cần thông báo nữa, là để là thông báo từ viện Theravada. Tôi thức khuya tôi viết bài này: trong điều kiện điện toán toàn cầu, chúng tôi trộm nghĩ chúng ta không có lý do gì từ chối những cơ hội truyền bá Phật pháp nói riêng và văn hóa nhân bản nói chung. Bên cạnh các công trình Phật học lừng danh như của Hội Palitech Society của Phật giáo Anh Quốc, công trình phiên dịch của nhóm Numata hôm nay, hay Viện Đại học Vận hành Đức Pháp Lâm, ngoài những bộ đại tạng lừng lẫy
Còn có những công trình phụ nhìn khiêm tốn hơn nhưng tác dụng hoằng pháp và lợi ích độ sinh thì vô kể. Đó là các tập chuyên sang channel mà nội dung thì người Việt ta có thể nhìn thấy qua các tập đặc sang tư tưởng của Vạn Hạnh trước đây. Chuyên môn và giá trị là những gì độc giả bắt buộc phải nhìn thấy khi đọc qua nội dung trong đó. Dù loại chuyên sang nào cũng luôn rất kén độc giả. Không biết chúng tôi có quá lời không khi cho rằng từ sau 1955 Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước đã im lặng không có một động thái nào để sẵn sàng chào đón một tờ chuyên san có nội dung tầm cỡ như tư tưởng Vận Hạnh cũ, nghĩa là cái hay kia đã bị đứt mạch. Người Việt Nam tin Phật và có chút lòng hiếu học chỉ biết chờ đợi, thậm chí chờ tới chết, bởi đã 40 năm rồi còn gì từ sau lúc số đặc san tư tưởng cuối cùng bị đình bản vào năm 1974. Nói ra không ai tin, tuy là hậu sanh vãn bối nhưng bản thân chúng tôi cũng là một trong số những người có lòng chờ đợi ấy, chờ và đợi, mong rồi ngóng. Thời thế đã khác chăng? Người có điều kiện thì không muốn làm, mà kẻ muốn làm thì không có điều kiện. Chúng tôi hiện đã lớn tuổi, sức khỏe không còn nhiều. Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, tự thấy tốt hơn nên đánh lên một que diêm để thắp cây nến nhỏ xíu cuối đường hầm cho đời bớt lạnh. Nhiều lắm. Chúng tôi đang viết dở dang. Tôi đang đọc bài viết của tôi. Ông nội này, nãy giờ ông ngủ hay sao mà mình nói mà ông biết, tội nghiệp quá. Ông trẻ, ông đâu có già, ông biết. Ok. Đây là cái bài tôi tính post trên Facebook mà chưa kịp thì tôi có đồng hồ, nó đã khuya rồi, tôi phải đi ngủ để sáng tôi lên đây tôi đành trả nợ đời chứ. Nhưng mà bây giờ tôi đã nói miệng rồi thì tôi nghĩ có lẽ tôi không cần, nhưng mà tôi suy nghĩ là tôi có cần post cái bài này lên hay không, như là một thông báo chính thức. Thì tôi muốn, tôi hy vọng là bà con sẽ lắng nghe và chia sẻ cái suy nghĩ này của tôi, là tại sao có những cái ngòi bút họ dịch được, viết được, mà họ, cái gì họ cũng có mà chỉ không có tiền. Bây giờ cứ cho họ có điều kiện, có gọi là tiếng Việt Nam gọi là cái sân chơi đó, cho họ có một cái sân chơi để mà họ hoạt động, rồi cái tiền bán sách ấy sẽ cắt phần đưa cho họ. Và tôi nói rõ một lần thứ 1.000, năn nỉ bà con nhớ, tôi hoàn toàn không biết gì về vấn đề tài chính nha, tôi chỉ có là người đề xướng và gấp bài. Và sau buổi nói chuyện này bà con làm việc với nhau gồm có cha Dương Tiêu nè, rồi ông Thâm Mumika nè, rồi Quyết Cha Thiện Nhân nè, rồi Punya Qua Hữu Phúc nè, rồi Nguyễn Quốc Bình nè, rồi Tín Hạnh nè, rồi Á Ý Dịch nè, rồi Ê Slin nè, rồi người bên đường nè, người đấy, vân vân, tất cả các vị làm việc với nhau nha. Và tôi tin chắc 100% cái kế hoạch này phải được thực hiện. Tôi nhắc lại, tuyển dịch hoặc là viết tiếng Việt Nam nó có hai cái từ, đó là từ tinh tuyển hoặc là từ trích diễn. Đấy, những cái bài có giá trị và cấp thiết về Phật học, dịch xong dồn hết cho cái thằng cha biên tập, thì thằng cha biên tập mình chia sẻ là layout, edit bài vở, rồi cùng nhau họp hỏi bàn tính cái bìa. Và tôi nói rằng với cái chương trình này thì ai cũng có thể góp sức được hết. Thí dụ như mình thấy trong râm mình một rừng người trong đây nha, chẳng lẽ một năm như vậy mà các vị không góp được hai bài hay sao? Các vị tưởng tượng quý vị có thể tệ hơn như vậy hay sao? Một bài như vậy nó khoảng chừng từ 8 cho tới 10 trang, đó là maximum. Chứ có những bài không có tới, chỉ là 5-7 trang thôi. Một năm bà con chỉ góp có hai bài mà góp không nổi thì quá tệ. Và cái bài các vị, cái tên của các vị sẽ được giữ nguyên trong đó, in thành sách. Và tôi báo trước, cái tiền bán sách này này thì sẽ được cắt ra để, chẳng hạn như ở ngoài Đà Nẵng có người tôi biết điều kiện họ khó khăn thì coi như mình mua cái thời gian của họ đi, ví dụ như vậy. Và ở Sài Gòn có những người mà mình thấy rằng họ cần có điều kiện về sách vở, tài liệu nghiên cứu, thì đúng ra họ cũng chẳng ăn ăn uống gì cái tiền của mình đâu, mà mình chỉ hỗ trợ cái tài chính để họ mua sách để họ về họ 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 làm việc thôi. Đại khái như vậy. Ok, xin kính lễ sư tôn đức và kính chào các vị Phật tử, hẹn nhau ngày tiếp theo.